Ok các em, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang chương 6 nhé. Và hôm nay thầy sẽ dạy chúng ta phần đầu tiên, đó là hợp chất carbonin. Xin mời các bạn lấy vở, các bạn ghi thầy lý thuyết bài ngày hôm nay. Và thầy nói trước các bạn, đó là buổi ngày hôm nay sẽ rất là dài, nên chúng ta cố gắng là tham gia ghi chép của thầy thật sự đầy đủ từ đầu đến cuối, để chúng ta có nền tảng kiến thức tốt nhất để chúng ta còn làm được bài tập. Ok các em nhé, thì xin mời các bạn lấy vở ghi thầy mục đầu tiên, đó là mục 1 La Mã. Em ghi thầy 1 La Mã. Khái niệm và danh pháp. Khái niệm và danh pháp, chúng ta ghi chép đi. Trước khi vào phần khái niệm với danh pháp thì thầy nói luôn các bạn, đó là những hợp chất carbonin. Thì ngày xưa thì chúng ta học nó là aldehyde với ceton, thì bây giờ ta đọc theo tiếng Anh là aldehyde và keton nhé. Thì ngày xưa chúng ta có thể đã từng có những bạn ôn thi chuyên hóa dưới cấp 2, hoặc có những bạn là học thêm dưới cấp 2 chúng ta nghe đến aldehyde rồi, nhưng bây giờ nó là aldehyde, thì thực tế là chúng ta có thể đọc theo kiểu tiếng Việt hay tiếng Anh đều ok. Rồi, xin mời các bạn lấy vở ghi thầy mục 1 La Mã, khái niệm và danh pháp. Thì chúng ta cứ ghi cho thầy luôn nhé. Một nhỏ, khái niệm. Em ghi luôn cho thầy là hợp chất carbonin. Hợp chất carbonin. Hợp chất carbonin là các hợp chất hữu cơ. Là các hợp chất hữu cơ, thì viết tắt nhé, là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức C nối đôi ô. Trong phân tử có nhóm chức C nối đôi ô. Đấy, có nhóm chức này, được chưa? Nhóm chức này người ta gọi là nhóm carbonin. Nhóm carbonin là nhóm này, được chưa nhỉ? Đấy là cái định nghĩa đầu tiên. Cái dòng thứ hai, em ghi thầy luôn, đó là aldehyde, hay chúng ta hay gọi là aldehyde, keton, hay chúng ta hay gọi là ceton, cũng vậy, đúng nha. Aldehyde, keton là những hợp chất hữu cơ. Là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm chức carbonin. Tóm lại là trong khuôn khổ chương trình phổ thông thì chúng ta sẽ học cái hợp chất carbonin ở hai dạng là hợp chất aldehyde và hợp chất keton nhé. Thì đấy là cái phần định nghĩa. Cái phần định nghĩa này thực tế là tí nữa chúng ta vào cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu luôn. Thì xin mời các em cứ tập trung ghi chép đi. Được chưa? Đấy là một nhỏ khái niệm. Ở trong đây thì thầy sẽ diễn đạt cụ thể với các bạn aldehyde là gì. Thì chúng ta ghi thầy aldehyde hay là aldehyde đấy nhé. Aldehyde là các hợp chất hữu cơ. Là các hợp chất hữu cơ có nhóm chức CHO. Nhóm chức ZO hay chúng ta có thể ghi cụ thể đó là C nối đôi ô, và một bên này nó là H. Đấy. Cái nhóm chức này trong đây nó cũng có nhóm carbonin, đúng nhỉ? Chúng ta chú ý hộ thầy nhé. Aldehyde là các hợp chất hữu cơ có chứa nhóm chức CHO. Nhóm chức ZO thì nếu mà chúng ta vẽ cụ thể thì nó có liên kết C nối đôi ô, và trong đấy nó cũng là nhóm chức carbonin, được chưa nhỉ? Đấy. Vậy thì nhóm chức ZO này liên kết với gì? Em ghi thầy liên kết với nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon. Được chưa? Liên kết với nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon hoặc của chính cái nhóm CHO khác nhé. Đấy, hoặc ghi tiếp đi, liên kết với nguyên tử H mà nguyên tử hydrogen đấy. Được chưa? Thì chúng ta chú ý hộ thầy ở trong đây chúng ta có ba cái này. Thứ nhất là liên kết với carbon của gốc hydrocarbon, liên kết với chính nhóm CH hoặc liên kết với nguyên tử hydrogen. Thì chúng ta sẽ lấy ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể. Các em ghi chép với tốc độ cao thầy. Ví dụ ở đây chúng ta có nhóm CHO liên kết với carbon của gốc hydrocarbon. Ví dụ chúng ta có CH3, CHO. Cụ thể đây là cái anh liên kết với nhóm CHO chính là nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon. Đấy, liên kết với carbon này.
được chưa nhỉ? Thì chúng ta thu gọn thành set 3, set O. Hoặc là chúng ta có những ví dụ tương đương, kể cả carbon đấy có thể có nối đôi. Đấy. Hoặc là kể cả carbon đấy là của carbon của vòng benzen cũng được. Những anh này đều là aldehyde. Hoặc là chúng ta có thể liên kết với chính nhóm CHO là CHO nối với CHO. Hoặc là nhóm CHO liên kết với nguyên tử hydro là HCHO, vân vân. Thì tất cả những cái hợp chất này đều là aldehyde. Vậy thì chúng ta cứ hình dung cho thầy là aldehyde là trong đấy nó có nhóm trước carbonin rồi, nhưng mà cái nguyên tử hydro nó sẽ là liên kết với carbon trong cái carbonin đó. Được chưa? Thì chúng ta nhìn cho thầy này, những cái hợp chất mà có nhóm CHO này thì đều là aldehyde hay là aldehyde. Ok nhé, đấy là cái ví dụ đầu tiên. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy ngay là với cái ví dụ này thì mình có thể chia aldehyde thành aldehyde no này, đơn chức này, hoặc aldehyde no đa chức này, hoặc aldehyde có vòng benzen, vân vân. Thì có rất nhiều cách để chúng ta phân loại. Thì chúng ta cứ hình dung cho thầy là aldehyde là trong đấy nó phải có nhóm CHO. Được chưa? Nhóm CHO này có thể liên kết với chính nó, có thể liên kết với nguyên tử hydro, hoặc có thể liên kết với nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon. Ok chưa? Đấy. Đấy là aldehyde. Tiếp tục chúng ta sang cho thầy một cái định nghĩa thứ hai, đó là keton. Keton hay chúng ta gọi là ceton cũng được nhé. Em ghi cho thầy luôn là các hợp chất hữu cơ, là các hợp chất hữu cơ có nhóm C nối đôi O. Nhưng mà nhóm này bình thường của aldehyde thì liên kết với H, còn của keton thì em ghi thầy là liên kết với hai nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon, được chưa nhỉ? Đấy, liên kết với hai nguyên tử carbon của gốc hydrocarbon. Ok, chúng ta ví dụ chúng ta có liên kết C nối đôi O thì hai bên này nó không được là hydro nữa, mà nó phải là hai nguyên tử carbon của hai gốc khác nhau. Thì chúng ta khác hoặc giống nhau đều được nhé. Chúng ta có thể chọn đây là CH3 này, gốc này là CH3 thì đây cũng là một cái keton. Tương tự như vậy, chúng ta có CH3 này, C nối đôi O, đằng sau này chúng ta có thể có vòng benzen cũng được này. Hoặc là chúng ta có C2H5, C nối đôi O, đằng sau này chúng ta có thể là cái gốc có nối đôi, vân vân. Thì chúng ta có rất nhiều keton tương ứng. Đấy, tóm lại, aldehyde hay keton nó khác biệt ở cái chỗ này, là aldehyde là C nối đôi O liên kết với một bên là H, còn cái thằng keton ấy là C nối đôi O nhưng mà hai bên của nó là hai gốc hydrocarbon, được chưa? Thì đấy là định nghĩa aldehyde với keton. Cái bài ngày hôm nay của chúng ta nó là một bài kép. Ngày xưa các anh chị 2K6 đổ về các khóa trước hoặc là thời thầy ấy, là học riêng một bài aldehyde, một bài keton. Nên là nhưng bây giờ chúng ta chương trình mới thì chúng ta sẽ học gộp luôn, và dĩ nhiên là chúng ta học gộp thì nó sẽ nặng hơn ngày xưa, dài hơn ngày xưa. Nên chúng ta chịu khó ghi chép giúp thầy, được chưa nhỉ? Đấy là định nghĩa. Vậy thì trong cái phần định nghĩa này thì thầy cho chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần công thức phân tử và công thức cấu tạo. Em ghi thầy là công thức phân tử, công thức cấu tạo. Ghi chép với thầy cẩn thận nhé. Công thức phân tử, công thức cấu tạo. Em ghi thầy gạch đầu dòng thứ nhất, đó là công thức phân tử. Chúng ta sẽ quan tâm với thầy là aldehyde no đơn chức mạch hở. Thầy bảo các bạn này, cách để nhớ máy móc được cái công thức này một cách nhanh chóng ấy, thì chúng ta nhớ là trong cái nhóm carbonin nó có một liên kết pi là C nối đôi O này. Vậy thì nếu mà có một liên kết pi thì ta nhớ đến alken. Thì công thức phân tử của nó sẽ giống như alken là CnH2n và ta gắn thêm thầy một nguyên tử oxy. Thì đây là aldehyde no đơn chức mạch hở. Được chưa? Và với điều kiện của chúng ta là n phải lớn hơn hoặc bằng 1. Được chưa? Tương tự như thế chúng ta có keton cũng no đơn chức mạch hở. No đơn chức mạch hở. Thì nó cũng giống vậy thôi. Chúng ta chú ý hộ thầy là aldehyde với keton thực tế nó là đồng phân của nhau. Nếu mà số carbon từ 3 trở lên là aldehyde với keton nó sẽ là đồng phân của nhau đấy. Chúng ta nhớ là keton bé nhất trên đời nó là cái anh aceton này này, là có 3 nguyên tử carbon. Còn aldehyde tương ứng với 3 nguyên tử carbon này chính là anh này. Hai anh này là đồng phân của nhau nhé. Hai anh này là đồng phân. Đấy. Vậy thì từ C3 trở lên là bắt đầu có keton và công thức phân tử của aldehyde với keton là giống nhau. Đấy thì chúng ta ghi thầy cũng là CnH2NO nhưng điều kiện là N phải lớn bằng 3. Và chúng ta có thể mở ngoặc vào trong vở, đó là aldehyde với keton là đồng phân cấu tạo của nhau. Đồng phân hai cái loại nhóm chức, một thằng nhóm chức aldehyde, một thằng nhóm chức keton. Để cho chúng ta chỉ cần nhớ no thôi.
Còn khi nó có một nối đôi thì chúng ta nhớ là một nối đôi là một liên kết pi thì nó sẽ bằng hai hydro thì chúng ta sẽ ghi là CnH2n trừ 2O, đúng không? Đấy, thì tương tự thế, nếu mà có một nối ba là hai liên kết pi thì mình sẽ trừ đi 4 thôi, nó chẳng khác biệt gì cả. Nên cái này em cứ nhớ thầy hợp chất no thôi, còn những hợp chất khác em không quan tâm. Và thực tế là chương trình phổ thông thì các bạn chỉ quan tâm mấy cái aldehyde với ketone no đơn chức mạch hợp. Đấy, cùng lắm chúng ta có một vài cái trường hợp đặc biệt có vòng benzen hoặc là hai chức thì chúng ta chỉ cần nhớ thầy cái này. Chúng ta ghi thầy ví dụ nhé, hay là chúng ta sẽ ghi thầy công thức cấu tạo. Thì aldehyde thì chúng ta công thức chung là RCHO. Đấy. Còn ketone là RC nối đôi O nối R phẩy. Chúng ta khắc cốt ghi tâm cho thầy những cái trường hợp cấu tạo này nhé. Các em ghi vào vở đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ví dụ. Ví dụ và thầy dạy luôn gọi tên. À, chúng ta có ví dụ đầu tiên. Đó là viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế. Tên thay thế. Aldehyde. Chúng ta chỉ quan tâm aldehyde nhé. À, đầu tiên chúng ta có cái thằng đầu tiên. Đó là CH2O. Đây là câu A đi. Với cái chất CH2O thì chúng ta sẽ viết cấu tạo như sau này. Em ghi thầy là có công thức cấu tạo. Em viết cho thầy cái nhóm chức của mình là nhóm CHO. Vậy thì nhóm CHO đã mất một carbon rồi. Vậy thì lúc này nó chỉ còn một nguyên tử hydro thôi, đúng không? H. Đây là HCHO. Được chưa? Tương tự như thế, nếu bây giờ mình có câu B, em viết xong để cách thì một dòng nhé. Chúng ta có cái chất là C2H4O thì chúng ta ghi là có công thức cấu tạo. Chúng ta sẽ viết cái nhóm chức CHO trước. Sau đó chúng ta đếm thầy là còn một carbon và ba hydro thì công thức cấu tạo của nó là CH3CHO. Được chưa? Và cũng tương tự như thế em xây dựng các chất khác. Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách đọc tên. Thì khi đọc tên aldehyde ấy, ở đây thầy mở ngoặc luôn này. Tên của aldehyde thì chúng ta sẽ ghi thầy là tên của hydrocarbon tương ứng. Và ta cộng với đuôi an là AL. Được chưa? Còn cái anh ketone thì chúng ta sẽ ghi thầy là tên hydrocarbon tương ứng. Cộng thêm thầy vị trí nhé. Cộng với tên của cái nhóm chức này là ONE. Là ta gọi là đuôi ôn. Được chưa? Chúng ta ghi đi. Aldehyde thì kết thúc đuôi an. Còn ketone thì kết thúc đuôi ôn. Đây này, đuôi ONE này là ôn. Còn aldehyde thì người ta hay dùng chữ AL này. Rồi. Thế bây giờ thầy dạy gọi tên luôn này. Chúng ta để ý là HCHO. Thì bây giờ hydrocarbon tương ứng thì nó có một nguyên tử carbon. Nhưng mà anh này là non nhé. Thì nó là metan. Thì ta đọc có thể là metan này. Đấy, đáng nhẽ ta thêm chữ E. Và ta thêm đuôi an là methanean. Nhưng mà trong tiếng Anh thì khi hai nguyên âm cạnh nhau thì người ta sẽ bỏ nguyên âm E đi. Thì ta đọc luôn là methanan. Được chưa? Đến anh thứ hai của chúng ta thì mạch carbon tương ứng nó có hai nguyên tử carbon. Hai nguyên tử carbon này thì nó là no đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc có thể là etan. Và ta thêm đuôi an là etanan. Đấy. Thì đấy là câu B. Tương tự thế, chúng ta sang thầy câu C. À, chúng ta đọc tên luôn thầy câu C nhé. Các em comment thầy câu C tên của nó là gì. Mình có là C3H6O. Thì có công thức cấu tạo thì rất là dễ. Nếu bây giờ em muốn viết nhanh em viết thế này. Ba nguyên tử carbon em viết thầy ba thằng nằm ngang này. Và cái anh cuối cùng chính là nhóm CHO. Nhóm CHO sẽ để ở vị trí cuối cùng. Sau đó em điền H cho đủ thôi. Cái này là H2 này. Cái này H3. Xin mời các bạn đọc tên thầy chất này nhé. Các em đọc tên thầy chất này đi. Đấy, comment thầy tên của chất này. Sau khi xong câu C thì các em chuyển sang làm thầy câu D. Là C4H8O. Có công thức cấu tạo. Chúng ta đang chỉ xét aldehyde thôi nhé. Chứ còn ketone ta không xét đâu. Nào, xin mời các bạn comment hỏi thầy tên gọi của cái chất ứng với công thức cấu tạo ở ví dụ C. Được chưa? Thì chúng ta thấy ngay hydrocarbon tương ứng nó là propan và ta thêm thầy đuôi an là propanan. Chính xác. Đấy thì bạn Việt Bách, Lê Quang Minh, Thảo Nhi, Đức Quang, Phương Vi, Vân Ngọc, Lưu Phương, Phong Đinh Vũ, Ngân Hà, Thu Trà. Đấy. Đều trả lời đúng. Rồi hello các bạn vào sau chúng ta tập trung ghi chép nhé.
Được chưa? Đấy là cái mục C. Bây giờ sang thành cái mục D á, thì bây giờ chúng ta nhớ này, C4 trở lên là bắt đầu có mạch nhánh rồi. Chúng ta sẽ viết cho thầy là C4 nó có hai kiểu mạch. Kiểu thứ nhất là kiểu mạch nằm ngang, là mạch không phân nhánh. Kiểu thứ hai là mạch có nhánh. Được chưa? Và chúng ta điền nhóm chức aldehyde ở vị trí cuối cùng. Đấy, lúc nào cũng vậy. Vậy thì anh này chỉ có hai cấu tạo thôi. Thế bây giờ mình điền nốt H này. Được chưa? Vậy thì anh này có bốn cái tử carbon thì ta sẽ đọc của thầy tương ứng nó là butan và ta thêm đuôi an là butanan. Nhưng anh này có mạch nhánh này thì chúng ta phải đánh số 1 từ carbon của nhóm aldehyde 2 3 này. Sau đó chúng ta gọi như bình thường. Hydrocarbon tương ứng thì nó là 2 metin propan đúng không? Thì anh này ta đọc bình thường 2 gạch ngang metin này. Propan và ta thêm thầy đuôi an thôi, propanan nhé. 2 metin propanan. Ok chưa? Đấy thì xin mời các bạn ghi chép lại. Bây giờ thầy có một cái ví dụ câu E. Câu E thì thầy không bắt các bạn đọc tên, nhưng mà thầy yêu cầu các bạn trả lời với thầy là C5H10O có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là aldehyde. Nào, xin mời các bạn trả lời với thầy là C5H10O có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là aldehyde. Bài này thầy khuyên chúng ta nên dùng công thức giải nhanh. Thầy đã dạy chúng ta rồi, đúng nha. À, cách để xây dựng được công thức giải nhanh ấy thì là chúng ta sẽ viết thầy cái nhóm chức CHO. Sau đó chúng ta viết cho thầy cái gốc còn lại. Gốc của mình còn lại thì nó chỉ còn có C4 và H9. Thì sau đó chúng ta áp dụng thầy công thức giải nhanh là có 2 mũ 4 trừ 2 thì nó bằng 4 công thức cấu tạo, đúng không? 4 công thức cấu tạo. Rồi, bạn Đức Nhân, bạn Thảo Nhi và một số bạn nữa đã trả lời chính xác. Đấy là ý E. Cái này thì thầy nhắc lại cho chúng ta, bạn nào quên thì ghi lại, buổi nào thì cũng nhắc rồi đấy. Chú ý là ứng với công thức CnH2n cộng 1 gắn với nhóm chức X. Nhóm chức X trong trường hợp này nó là nhóm aldehyde, được chưa? Thì có 2 mũ N trừ 2 công thức cấu tạo và áp dụng cho N bé hoặc bằng 5. Nhá, chúng ta nhớ thầy cái công thức cấu tạo ở công thức giải nhanh này. Áp dụng cho N bé hoặc bằng 5. Đấy là ví dụ này. Được chưa? Chúng ta tiếp tục sang thầy cái ví dụ số 2 là thầy sẽ quan tâm đến các hợp chất là keton, là viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế nhé. Chúng ta chỉ quan tâm tên thay thế nhé. Keton nhé. Chúng ta có đầu tiên là C3H6O. Thầy nhắc các bạn là aldehyde với ceton nó là đồng phân cấu tạo của nhau. Được chưa? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái thuật ngữ chính xác hơn là đồng phân loại nhóm chức. Một anh là đồng phân nhóm chức aldehyde, một anh là đồng phân nhóm chức ceton. Thế giờ cách viết công thức cấu tạo anh này như sau. Chúng ta đang quan tâm keton đúng không? Em ghi thầy là có công thức cấu tạo. Em cứ viết cho thầy mạch carbon ra nó có 3 nguyên tử carbon này. Sau đó cái nhóm chức ceton thì không bao giờ để ở vị trí đầu mạch, bởi vì là chúng ta phải nhớ là nhóm CnO này nó gắn với hai cái anh khác nhau ở, thầy xin lỗi, ít nhất phải gắn với hai nguyên tử carbon ở hai bên. Vậy thì ít nhất nó phải có 3 nguyên tử carbon, đúng không? Vậy thì nhóm ceton luôn ở vị trí thứ hai trở đi. Thế bây giờ chúng ta đọc tên thì đọc như thế nào? Thì chúng ta sẽ đọc cho thầy như sau, là mình đọc tên của hydrocarbon tương ứng là propan. Đáng lẽ ta sẽ đọc là 2-ol, nhưng vì anh này có một đồng phân cấu tạo nên sau này trong khuôn khổ chương trình phổ thông là khi nó chỉ có một công thức cấu tạo là ceton chẳng hạn thì mình bỏ qua được vị trí, mình sẽ đọc luôn cho thầy là propanol. Được chưa? Em thêm cho thầy cái đuôi one vào đằng sau nhé. Đấy thì tên của anh này là propanol. Được chưa? Em đọc cho thầy propan này, xong em thêm cho thầy cái đuôi one. Rồi, anh này có một cấu tạo duy nhất. Tiếp tục sang thầy câu B. C4H8O thì có công thức cấu tạo. Chúng ta ghi chép đi. Chúng ta có công thức cấu tạo như sau, là mình có 4 nguyên tử carbon. Thì đầu tiên là mạch không phân nhánh thì chúng ta thấy ngay nó đối xứng qua giữa. Thì cái CnO nằm ở một trong hai vị trí này đều giống nhau. Nên với mạch không phân nhánh có một đồng phân cấu tạo. Xin mời các bạn đọc tên thể chất này xem nào. À, từ từ thầy bảo các bạn này. Em có thể đọc là propan 2-ol cũng được nhé. Đấy, nhưng mà khi nó chỉ có một đồng phân cấu tạo thì em không cần phải đọc số 2-ol ra. Em đọc liền cho thầy luôn.
Đến anh này thì bây giờ có bạn thắc mắc là mạch nhánh có vẽ được không thầy? Thì mạch nhánh nếu mình viết vào đây thì cái này nó thành liên kết 5, không được. Nên tóm lại là C4H8O vẫn chỉ có một đồng phân cấu tạo thôi. Được chưa? Vậy thì lúc này chúng ta đọc tên như bình thường, ta đọc với thầy là butan. Đấy, đáng lẽ ta đọc là hai ôn cũng đúng. Mà em không thích thì em sẽ đọc với thầy là butan. Ta đọc thêm thầy là butanol. Được chưa? Nhớ thầy này, alcohol thì kết thúc bằng đuôi OL này, O với L cao. Còn ngày xưa nếu mà học chương trình cũ là viết theo kiểu tiếng Việt ấy, thì ceton ta kết thúc bằng đuôi ON thấp. Nhưng bây giờ viết tiếng Anh thì ta thêm chữ E nhé. Được chưa? Đấy, chúng ta phân biệt được thầy như vậy. Rồi, bây giờ thầy đợi chờ các em thử suy nghĩ thầy câu C. C5H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo là keton? Chúng ta chỉ cần trả lời thầy có bao nhiêu công thức. Thầy cho chúng ta 1 phút để chúng ta ghi chép nốt và chúng ta trả lời thầy ý C. Được chưa nhỉ? Xin mời các bạn tập trung sang thầy ý C. Các bạn vẽ thầy câu C nhé, C5H10O có bao nhiêu công thức cấu tạo là keton? Chúng ta cứ thoải mái chúng ta trả lời đi, không phải sợ sai đâu, quan trọng nhất là chúng ta có ý thức học là được. Bạn nào vào sau thì sẽ đọc lại sau, còn chúng ta tập trung ghi chép và suy nghĩ thầy ý C. Cách làm ấy thì chúng ta phải nhớ lại cho thầy là C5 thì chúng ta đã học từ đầu hữu cơ đến bây giờ là C5 nó có 3 kiểu mạch. Mạch không phân nhánh này, mạch có phân nhánh, mạch một nhánh đấy, và mạch hai nhánh là gọi là mạch neo. Đúng không? Thì với cái mạch không phân nhánh thì chúng ta thấy ngay là mình có thể di chuyển cái nhóm chức keton ở vị trí này, hoặc là mình sẽ chuyển sang cái vị trí bên cạnh cũng được. Đúng nhỉ? Đấy, thì anh này đối xứng qua cái carbon thứ 3 đấy. Nên là chúng ta còn có một anh nữa. Anh tiếp theo của chúng ta là mình sẽ di chuyển cái nhóm keton sang đây. Đúng chưa? Đấy, mạch không phân nhánh. Tiếp tục mạch có nhánh, nếu mình để ở đây thì nó thành liên kết 5, không được. Thì mình chỉ còn một vị trí nữa là vị trí này. Còn nếu mạch hai nhánh thì anh này không tồn tại được luôn. Viết thêm CN2O vào đấy thì nó thành liên kết 5, liên kết 6 rồi. Thế bài này chúng ta có 3 đồng phân cấu tạo là keton. Đọc tên thì lúc này em chú ý hộ thầy này. Khi nó có từ hai đồng phân cấu tạo trở lên là chúng ta phải nói rõ vị trí của nhóm keton, được chưa? Thế bây giờ anh này nhé, mạch chính của chúng ta nó là pentan, đúng không? Và nhóm keton vị trí số 2 ta ghi là 2 gạch ngang ôn. Tiếp tục, anh này sẽ là pentan gạch ngang 3 gạch ngang ôn, pentan 3 ôn, đúng chưa? Đến anh này thì đánh số từ đâu? Thì có một nguyên tắc là đánh số ưu tiên từ phía gần nhóm chức. Vậy thì chúng ta sẽ đánh số thầy từ tay phải. 1, 2, 3, 4. Lúc này chúng ta sẽ đọc tên cho thầy anh này là 2, là 3 metin. 3 metin. Và tên mạch chính của chúng ta nó sẽ là butan. Đúng không? 2 ôn. Đấy. 3 metin butan 2 ôn. Đấy, xin mời các bạn ghi chép vào thầy vào. 3 metin butan 2 ôn. Được chưa? Đấy là cái phần gọi tên. Nói chung thì nó cũng tương đối đơn giản. Thì em nào mà chưa quen thì chúng ta phải ôn lại thì cái phần tên gọi của hydrocarbon. Sau đó chúng ta áp dụng sang phần này thì nó quá đơn giản rồi, quá quen thuộc. Rồi, hello bạn Hoàng Nguyên Hùng. Đấy là ví dụ số 2. Được chưa? Trước khi chuyển sang phần khác thì thầy trò chúng ta sẽ thực hành thêm cho thầy tên gọi của một số chất sau. Nhưng thầy sẽ cố tình viết theo công thức khung phân tử nhé. Em ghi thầy bài tập. Em ghi thầy một cái bài tập. Là viết công thức. Thầy xin lỗi là gọi tên thay thế thôi. Gọi tên thay thế. Câu A, chúng ta có chất sau.
Đấy. Nếu mà mình viết như thế này thì đây là kê tôn, đúng chưa? Các bạn ghi chép và chúng ta đọc tên thầy câu A nhé. Tương tự thế chúng ta có câu B. Đây câu B. Em ơi, khi mà người ta viết cái nối đôi ô ở vị trí đầu tiên, thầy cảnh báo luôn này. Khi viết cái nối đôi ô ở vị trí đầu tiên thì đây chính là an đề 2. Tại sao vậy? Vì chúng ta nhìn thấy này, ví dụ CH3, CH2, CHO. Thì đây là công thức cấu tạo thu gọn đúng không? Thì chúng ta có thể viết ở dạng khung như cái này nhé. Đấy, và người ta sẽ viết nối đôi ô ở đây. Được chưa? Bởi vì đây là CH này. Và nối đôi ô thì nó chính là CHO. Đây là CH2 và đây là CH3. Nên cái kinh nghiệm là khi người ta viết cái nối đôi ô ở vị trí đầu tiên thì nó là an đề 2. Còn viết nối đôi ô ở vị trí thứ hai trở đi thì nó là kê tôn. Hình dung chưa? Đấy là câu này. Từ từ để thầy viết lại cái mạch này cho chúng ta. Tiếp tục chúng ta sang thầy câu C. Câu D. Em ơi, khi nó có hai nhóm chức cùng là kê tôn thì chúng ta gọi như bình thường. Sau này ta sẽ gọi ví dụ là 1, 2 dion, 1, 3 dion gì đó. Ok chưa? Chúng ta thực hành thầy bốn chất này. Bây giờ thầy sẽ ví dụ với chúng ta nhé. Ví dụ với chất đầu tiên thì chúng ta đánh số từ phía gần nối đôi ô. Thì là 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta sẽ đọc tên thầy anh đầu tiên này chính là pentan 3 ôn đúng không? Đấy. Bây giờ sang cái anh câu B này. Thì chúng ta nhìn thấy câu B đi. Khi người ta viết công thức ở dạng khung ấy, thì chúng ta nhớ là cái này là vị trí số 1 này. Luôn luôn đánh 1 vào carbon có nhóm anhydride. Và đây là 5 đi. Vậy thì đây là mạch chính. Thì chúng ta để ý cho thầy là ở vị trí số 4 có hai cái mạch nhánh. Xin mời các bạn comment hộ thầy tên của câu B nó là gì nhé. Được chưa? Câu C thì mình đánh số đây này. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Câu D của mình thì đánh từ bên nào gần nhóm trước hơn là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin mời các bạn đọc tên hộ thầy cái chất ở ý B. Đọc tên thầy cái chất ý B. Thầy lưu các bạn là cái bài an đề 2 với keton này siêu dài. Thế thì hôm nay chúng ta phải cố gắng là chúng ta tập trung ghi chép thầy thật sự cẩn thận, chi tiết. Bởi vì chúng ta chỉ có một buổi lý thuyết duy nhất thôi. Nếu mà chúng ta muốn học thành 3-4 buổi lý thuyết cũng được. Đấy, thì nhưng mà dây dưa ra thì nó lại mất thời gian. Nên là thầy dạy gộp liền một buổi. Mặc dù một cái buổi nó sẽ kéo dài rất là kinh hoàng. Nhưng mà chúng ta cố gắng làm quen đi. Đúng nha, bởi vì là chúng ta trước đây chúng ta đã có những buổi kiểu như vậy rồi. Thậm chí có những buổi học 3 tiếng liền, toàn lý thuyết không. Đấy thì cái này nếu mà em học trên lớp ấy, thì rất dễ buồn ngủ. Hoặc là các thầy cô mà chỉ có trình chiếu slide thì chúng ta cũng toi luôn, không ghi chép gì là bù chữ luôn. Được chưa? Chúng ta học thầy, thầy còn hướng dẫn cách ghi chép. Nào, bây giờ xin mời sang cái ý B. Thì chúng ta sẽ đọc tên thầy cái anh này là có hai nhánh ở vị trí số 4. Ta đọc là 4,4 dimethyl. Mạch chính của chúng ta có 5 nguyên tử carbon là pentan. Và ta thêm đuôi an là pentanan. Đúng nhá? Penta 1 an cũng được, nhưng mà thực tế là cái vị trí số 1 người ta bỏ qua, pentanan em nhé. Nói lại này, vị trí số 1 ấy, thì nó là an đề 2. Còn cái keton thì bắt đầu phải từ vị trí số 2, số 3 trở đi. Ok, 4,4 dimethyl pentanan. Rồi, bạn Việt Bách, bạn Phan Trang, Lê Đức Quang, Lê Quang Minh, Nguyễn Phương Vi, Huy Trần, Ngọc Nguyễn để trả lời chính xác. Thầy lưu các bạn là, ví dụ như bạn Huy Trần thì thầy lưu các em là giữa chữ với chữ là mình sẽ không có gạch ngang nhé. Dimethyl xong là bỏ cái gạch ngang đi, xong viết liền là pentanan. Ok chưa? Nào bây giờ sang ý C thì khi nó có cả nối đôi, cả nhóm an đề 2 thì chúng ta vẫn ưu tiên đánh số 1 vào nguyên tử carbon có nhóm chức, đúng nhá? Thì ta gọi tên mạch chính là bút. À Phan Huyên, ok, bút mấy en mấy an thì chúng ta chú ý hộ thầy là nối đôi đang vị số 3 thì ta sẽ ghi thầy bút 3N. Được chưa? Bút 3N. Và tiếp tục đó là 1 an. Bút 3N 1 an. Ok chưa? Nào sang anh D thì chúng ta để ý thầy là mạch chính của chúng ta có 6 nguyên tử carbon thì mình sẽ đọc cho thầy là
hexan. Và số 2 với số 4 đều có nhóm chất keton thì ta sẽ ghi là 2,4 dion, viết như bình thường. Đấy thì mình đã quá quen với cái phần gọi tên này rồi. Thì thầy tin là chúng ta đã biết làm, đúng chưa? Đấy là cái phần công thức cấu tạo nhé. Và tiện đấy thì thầy dạy luôn các em cái phần tên thay thế. Các em ghi chép nốt cho thầy cái đoạn này đi. Sau đó chúng ta sang cho thầy mục 3 nhỏ là tên thường gọi của một số aldehyde với keton hay gặp. Đấy, chúng ta ghi thầy mục 3 nhỏ tên thường gọi. Ba nhỏ em ghi thầy là tên thường gọi. Tên thường gọi là cái tên mà nó hay gọi hơn nhé. Thì cái này chúng ta buộc phải học thuộc thôi. Em ghi tên cho thầy khoảng 5-6 cái sau. Cái thứ nhất là HCHO. Bình thường chúng ta đọc tên thay thế nó là metanan, đúng không? Đây là tên thay thế này. Nhưng tên thường gọi thì khi người ta gọi tên thường gọi của aldehyde ấy, thì người ta phải nhớ tới cái axit tương ứng của nó. Thì axit tương ứng anh này đó là HCOH. Thì sau này chúng ta sẽ học nó sẽ là axit formic. Thì bây giờ cái anh này cũng vậy, người ta sẽ gọi anh này là aldehyde formic nhé. Em ghi thầy là aldehyde formic, được chưa? Aldehyde formic. Thầy giới thiệu luôn là cái axit formic này này, hay là formic axit này này, là cái axit có trong nọc của con ong, con kiến, hay nói chung là các loại côn trùng. Thì trong tiếng Hy Lạp nó là formica, nên là sau này người ta đặt tên axit để tương ứng nó là axit formic, và aldehyde tương ứng sẽ là aldehyde formic, được chưa? Đấy. Thế bây giờ đây là cách gọi tên thường gọi đầu tiên, và người ta có cách cấu tạo tên thường gọi thứ hai, đó là người ta sẽ bỏ cái chữ x đi, người ta sẽ viết cho thầy chữ form này, và sau đó viết liền chữ aldehyde vào đấy, và chúng ta sẽ đọc là form aldehyde, được chưa? Rồi, ok bạn Hà nhé. Tua lại đi. Forman đề 2. Tiếp tục này, chúng ta có một anh thứ hai là CH3CHO. Thì như chúng ta đã biết là cái CH3COH thì đây là acetic acid, chúng ta gặp suốt rồi đúng không? Thì cái anh này cũng thế, nó sẽ tên aldehyde giống như tên acid tương ứng. Anh này sẽ là aldehyde acetic. Acetic nhé. Aldehyde acetic. Cái chữ aldehyde với chữ formic hoặc aldehyde với chữ acetic là chúng ta sẽ có một cái dấu cách ở giữa. Khi mình soạn thảo văn bản ấy, mình sẽ soạn này và có một dấu cách ở giữa. Đấy, thế bây giờ đọc tên kiểu thứ hai chúng ta sẽ bỏ chữ x đi, ta đọc có thể act này. Được chưa? Và ta viết liền có thể chữ aldehyde vào đấy. Hay ta đọc là acetaldehyde. Acetaldehyde. Được chưa? Tương tự như thế, chúng ta có cái anh có vòng benzen là C6H5 CHO, thì em phải nhớ lại thầy cái axit tương ứng là C6H5COH. Chúng ta học trong bài aren rồi. Đây là benzoic acid, đúng chưa? Vậy thì anh này người ta sẽ đọc là aldehyde benzoic. Aldehyde benzoic. Nhưng mà khi cái cấu tạo cái cách thứ hai thì cái thằng này nó hơi khác một chút nhé. Người ta sẽ đọc là ben này. Và sau đó người ta sẽ viết liền cho thầy cái chữ aldehyde, benzaldehyde đấy. Benzaldehyde. Được chưa? Rồi. Đấy là ba cái aldehyde có trong sách giáo khoa. Ngoài ra thầy sẽ bổ sung thêm một vài cái vì chương trình cũ nó vẫn có. Chúng ta bổ sung thêm thầy hai cái nữa. Anh có nối đôi. Thì cái này em đọc tên thầy là aldehyde acrylic hay là acrylic cũng được. Không quan trọng tiếng Anh, tiếng Việt nhé. Viết đúng là được. Hoặc là nhận diện được mặt chữ để chúng ta tích vào đáp án trắc nghiệm chuẩn là được. Chứ đi thi người ta sẽ không thi chính tả đâu. Chúng ta yên tâm là cái môn hóa nó là khoa học chứ nó không phải là môn tiếng Việt hay là môn tiếng Anh. Chúng ta không phải sợ cái phần chính tả. Aldehyde acrylic. Dĩ nhiên là viết chính xác được là tốt. Em có thể đọc tên tương ứng cũng được, nhưng mà không cần. Thực tế là trong chương trình phổ thông người ta chỉ cần bắt chúng ta nhớ ba chữ đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta có cái anh là hai nhóm aldehyde gắn với nhau. Đấy. Thì sau này em sẽ biết đến cái oxalic acid. Cái oxalic acid này này là sau này các bạn nào mà mang thai ấy,
thì chúng ta phải đi xét nghiệm nồng độ máu, đúng nhỉ, nồng độ sắt có trong máu. Thế là chúng ta sẽ phải gặp cái chất này nhé. Em vào bệnh viện thì nhân viên y tế kỹ thuật đấy, phân tích đấy, người ta sẽ lấy máu và người ta sử dụng axit oxalic để người ta chuẩn độ nồng độ sắt 2 cộng vào trong máu của em, để biết xem là trong máu em thiếu sắt hay là đủ sắt rồi. Nếu mà thiếu sắt, người ta sẽ bắt chúng ta uống thêm các viên sắt. Bởi vì nếu mà thiếu sắt ấy, thì có thể đẻ ra trẻ em nó bị khuyết tật trí tuệ, đúng không? Chậm phát triển, ảnh hưởng xương khớp, các hệ tiêu hóa, tuần hoàn, bài tiết, vân vân, rất nhiều cái hậu quả tương ứng. Thế là những người phụ nữ mà khi người ta mang thai, người ta phải đi xét nghiệm thường xuyên. Ví dụ thiếu sắt thì người ta sẽ phải uống bổ sung viên sắt. Đấy. Và tốt nhất là chúng ta, những ai mà là giới tính nữ thì nên uống bổ sung viên sắt ngay từ bây giờ. Kể cả các bạn nam cũng nên uống nhé. Uống sắt thì không bao giờ sợ thiệt đâu, uống là tốt. Cái này nó là oxalic acid tương ứng thì chúng ta sẽ đọc là aldehyde oxalic, được chưa? Oxalic. Rồi đấy là năm cái aldehyde mà chúng ta nên nhớ. Nhưng mà trong thực tế là giả sử như em bận bịu em không thể nhớ được hết thì em cố gắng nhớ thầy ba chất đầu tiên, được chưa? Ba chất đầu tiên này, formic, acetic, benzoic. Trong ba chất đầu tiên này thì chúng ta sẽ thấy ngay là chất thứ ba này mình đã biết là acid benzoic hồi ta học aren, hoặc là ta nghe thì acetic acid ta biết từ ngày xưa rồi, thì hai cái này là rất dễ để nhớ. Còn anh đầu tiên thì chúng ta cứ nhớ tới cái chữ formica. Đấy. Formica này là côn trùng, là kiến này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có formic tương ứng nhé. Còn hai thằng cuối này thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ nhớ. Ngoài ra thì em nhớ thầy hai cái anh keton sau. Keton thứ nhất mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần là aceton. Cái này thì dùng để tẩy sơn móng tay cho các bạn nữ đây. Chúng ta ghi thầy tên thường gọi của nó là aceton. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có anh có cả vòng benzen là CH3 nối C nối đôi O nối C6H5, nhưng mà thực tế cái anh có vòng benzen này thực tế là hiếm khi người ta hỏi. Thì nhưng mà chúng ta thích thì ta nhớ thầy là AC tôn này. Và nhưng mà ta thêm thầy chữ phôn vào đấy. Aceton phôn. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta nhớ mỗi aceton thầy là được. Được chưa? Đấy, chúng ta nhớ bằng này cả. Những cái mà thầy tích cái cột màu đỏ bên cạnh nhé. Rồi. Nhá, trong phần tên thường gọi ít nhất em nhớ thầy bốn chất, được chưa? Ba thằng aldehyde và một thằng keton này. Cái aceton chúng ta rửa sơn móng tay móng chân suốt đấy. Ok, đấy là mục tên thường gọi. Cái này em sẽ học trên lớp trong vòng một tiết đấy. Một tiết, chúng ta đã xong một tiết đầu tiên. Chúng ta ghi thầy mục tiếp theo, 25 mã. Cố gắng ghi chép em nhé, một bài lý thuyết rất là dài. Thầy dạy gộp luôn trong một buổi để chúng ta có cái cơ sở nền tảng kiến thức vững chắc để ta còn làm bài tập. Chứ thầy mà chia thành nhiều buổi nhỏ thì cũng được thôi, nhưng mà nó lại không thống nhất được cùng một cái hệ thống kiến thức ấy. Thì sau này mình có đọc lại các bài mình lại quên. Tốt nhất là mình học luôn trong một buổi. Chịu khó ghi chép tí. 25 mã em ghi thầy là tính chất vật lý. Tính chất vật lý. Ở đây thầy dạy chung cho cả ba bộ sách ấy nhé. Nên là các em đừng có thắc mắc là thầy ơi thầy đang dạy theo bộ kết nối tri thức hay cánh diều hay bộ chân trời sáng tạo. Thầy dạy cả ba, chúng ta biết rồi. Tính chất vật lý. Em ghi cho thầy là thứ nhất là nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi được chưa? Thì em ghi thầy hai chấm là các aldehyde keton có nhiệt độ sôi cao hơn hydrocarbon tương ứng. Đã, được chưa? Nếu đi thi nó hỏi là giải thích vì sao thì chúng ta chỉ ghi thầy vì aldehyde keton là các phân tử phân cực. Các phân tử phân cực. Chấm phẩy. Hydrocarbon không phân cực. Em chú ý hộ thầy là hợp chất phân cực sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn hợp chất không phân cực. Được chưa? Bởi vì tương tác giữa các phân tử phân cực nó sẽ mạnh mẽ hơn giữa các phân tử không phân cực. Đấy.
Sau này đi thi nó hỏi là HCHO và CH4 thì anh là nhiệt độ sôi cao hơn thì hiển nhiên là HCO nhiệt độ sôi cao hơn. Được chưa? Nhớ nhé, an-đề-2 với keton là có nhiệt độ sôi cao hơn hydrocarbon tương ứng. Vì an-đề-2 và keton là các phân tử phân cực, còn hydrocarbon là không phân cực. Đấy là cái đầu tiên. Em ơi, chúng ta học theo chương trình mới là toàn lý thuyết thôi nhé. Riêng cái môn hóa mà đi thi ấy, thì 80% là lý thuyết. Đúng không? Chúng ta biết là có 18 câu trắc nghiệm thì trong 18 câu trắc nghiệm này phải ít nhất phải có tầm 15 câu lý thuyết. Đúng không? Tiếp tục phần đúng sai là 4 câu đúng sai, mỗi câu có 4 ý ấy. Thì trong một cái phần đấy thì ít nhất phải có gần như có những đề là 100% lý thuyết trong phần đấy luôn. Hoặc có những đề này cùng lắm là chỉ có một ý nhỏ trong các ý của một câu hỏi đấy là tính toán thôi. Nói chung là lý thuyết phải chiếm trên 80%. Đấy nên chúng ta phải tập trung. Ghi chép đi, học bây giờ thực tế nó không quá khó đâu, nhưng mà mấu chốt là ai học chăm thì mới có kết quả tốt được. Cộng đồng dòng thứ hai em ghi cho thầy là các an đề 2 keton có nhiệt độ sôi thấp hơn alcohol tương ứng vì giữa các phân tử an-đề-2 keton không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử vì chúng không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử. Ok chưa? Còn alcohol thì tạo được đúng không? Thế bây giờ chúng ta có một cái ví dụ. Ví dụ sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần chúng ta có câu A tôi có CH4 là chất số 1 CH3OH là chất số 2 và HCHO là chất số 3 được chưa? Em comment hộ thầy trật tự tăng dần là mấy mấy mấy. Để chơi câu B. Chúng ta có C4H10. Chúng ta có C5H12. Chúng ta có C4H9CL. Chúng ta có C4H9OH. Đấy. Chúng ta ghi thầy của câu này thì trật tự sẽ là gì? Dĩ nhiên là hydrocarbon là nhiệt độ sôi thấp nhất, vậy thì chúng ta sẽ có là một nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn 2. Đúng không? Đáp số như vậy. Chuẩn. Các bạn đã trả lời là đúng hết. Bạn Phan Huyên, bạn Ngọc, bạn Đức Quang, Phương Vi, Thảo Nhi, Lê Quang Minh, Việt Bách. Sang câu B thì cũng dễ thôi. Câu B thì trật tự nhiệt độ sôi tăng dần thì chúng ta có đáp số như sau. 1 nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn 4 nhé. Trật tự như vậy thì tương tự như câu A thôi. Chúng ta cứ nhớ thầy là hydrocarbon là nhiệt độ sôi thấp nhất. Còn tại sao một lại nhỏ hơn hai? Bởi vì kích thước và khối lượng phân tử bé hơn nên tương tác van der Waals yếu hơn thôi. Được chưa? Đấy là cái bài này. Nhiệt độ sôi. Bài siêu dài nhé. Ghi chép cho thầy đi. Tiếp tục, về cái dòng thứ hai là trạng thái. Chúng ta quan tâm trạng thái chất. Thì em ghi cho thầy cộng đầu dòng đầu tiên là ở nhiệt độ thường. Nhiệt độ thường là cái nhiệt độ phòng của chúng ta ở nhiệt độ thường HCHO và CH3CHO hai anđehit đầu tiên này là chất khí tan tốt trong nước có mùi sốc được chưa? Cộng đồng dòng tiếp theo là các carbonin khác ở thể lỏng. Được chưa? Chúng ta chú ý cho thầy là hai cái anh đầu tiên này là chất khí, còn lại là chất lỏng.
Đấy là trạng thái. Được chưa? Tiếp tục, gạch dòng tiếp theo là tính tan. Tính tan. Thì em ghi thầy cộng đầu dòng đầu tiên. Đó là các aldehyde ketone có mạch carbon ngắn. Ngắn có nghĩa là có ít nguyên tử carbon đấy. Đó là số C nhóm bằng 3. Được chưa? Tan được, tan tốt trong nước. Tan tốt trong nước. Vì sao vậy? Thì chúng ta ghi là vì nó tạo được liên kết hydrogen với nước. Chúng ta cứ hình dung của thầy là tan được trong nước thì nó phải tạo được liên kết hydrogen với nước. Đúng nha. Chúng ta có thể viết liên kết chung cho thầy nhé. Đây là aldehyde này. Được chưa? Hoặc là chúng ta viết cho thầy cái nhóm ketone luôn. Đây là viết công thức chung. Đấy. Ví dụ nếu R' là H đấy. Nếu R' là hiro chẳng hạn. Thì đấy là aldehyde. Đúng chưa? Đây thầy viết lại cho nó dễ nhìn. Chứ viết này là hơi xấu. Đây là một cái hợp chất chung. Nếu R' là H thì nó là aldehyde. Còn nếu mà R' là gốc hydrocarbon thì nó là ketone. Thế bây giờ chúng ta biết nước của mình thì nó là HOH. Đúng chưa? Thế bây giờ cái liên kết hydrogen của chúng ta đây là giữa oxygen của anh này với hydrogen của anh kia thôi. Hydrogen thì nó là tích điện dương là sigma cộng, còn oxygen là tích điện âm là sigma trừ. Nhá. Đấy, nên là sau này đi thi hỏi em là tại sao HCHO với lại CH3SO lại tan tốt trong nước, thì chúng ta trả lời là vì chúng tạo được liên kết hydrogen với nước. Được chưa? Thì đấy là cái lý do. Chúng ta đã xong phần tính chất vật lý. Trong phần tính chất vật lý thì ba cái gạch đầu dòng màu đỏ này đều quan trọng. Chúng ta không được phép bỏ quên một cái gì cả. Ghi chép cho thầy cẩn thận đi. Đấy là tính chất vật lý. Chúng ta xong cái phần này, ta chuyển tiếp cho thầy mục 35 mã. Tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Được chưa? Em ghi thầy một nhỏ. Chúng ta sẽ học phản ứng quan trọng nhất nhé. Phản ứng tráng bạc. Phản ứng tráng bạc. Hay chúng ta gọi là phản ứng tráng gương. Tráng ruột phích. Chúng ta nghe phản ứng tráng gương rồi, hay phản ứng tráng bạc, tráng ruột phích gì đó. Đều như nhau. Thì chúng ta sẽ ghi thầy gạch đầu dòng đầu tiên. Đó là keton. Chúng ta học song song cả hai loại hợp chất này nhé. Keton là RC nối đôi O nối R phẩy. Là không phản ứng. Không phản ứng với thuốc thử toluene. Cái thuốc thử toluene chính là AgNO3 trong NH3. Dung dịch này. Hay là chúng ta có thể ghi ở dạng phức chất là AgNH3 2 lần OH. Cái chất này người ta gọi là thuốc thử toluene. Đúng nhỉ? Thì chúng ta nhớ là keton không có phản ứng với thuốc thử toluene. Đấy. Nhưng mà chúng ta có cái thứ hai, đó là aldehyde có phản ứng với thuốc thử toluene. Tạo kết tủa trắng bạc. Trắng bạc. Mở ngoặc, cái kết tủa này nó sẽ có cái màu sắc là sáng bóng như gương. Sáng bóng như gương. Được chưa? Có cái lượng kết tủa là kim loại bạc ấy, nó có màu sắc là sáng bóng như gương, nó sẽ bám vào thành ống nghiệm. Đấy là thầy nói luôn cái hiện tượng. Sau này chúng ta đi thi thì chúng ta sẽ ghi là có kết tủa trắng bạc hoặc là kết tủa sáng bóng như gương. Phương trình tổng quát của chúng ta thì ta chỉ cần viết như sau này.
Đây là một cái an đề 2 x trước. X trước là x nhóm CHO. Mình viết tổng quát luôn. Được chưa? Anh này khi phản ứng với AgNO3 trong NH3, em chỉ viết cho thầy như vậy thôi. Đấy, thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là RCOONH4 tất cả x lần và cộng với 2xAg. Chúng ta cứ nhớ hộ thầy là một nhóm an đề 2 thì nó sẽ sinh ra được 2 mol Ag nhé. Một mol anđehit sinh ra 2 mol bạc. Thế bây giờ có x mol thì sẽ sinh ra 2x mol bạc. À, đây là cái công thức tổng quát thôi. À, còn trong thực tế thì tùy giáo viên, có người bắt chúng ta viết đầy đủ, có người thì người ta chỉ cần bắt viết, chúng ta viết như thế này thôi. Thì bây giờ thầy sẽ viết cho các bạn một số cách để chúng ta có thể đối phó được trên lớp. Còn vào bài thi chúng ta chỉ cần viết thế này là xong. Đúng chưa? Chúng ta có thể có cách thứ hai, đó là chúng ta lấy RCHO. Thầy viết đơn chức thôi nhé. Viết nhiều chức cũng được mà. Em có thể cộng với cái dạng phức này, AgNH3 2 lần OH. Tùy thầy cô nhé. Em học trên lớp thầy cô viết thế nào thì em viết như thế. Còn về bản chất là em học hóa sau này em chỉ có quan tâm chất đầu chất cuối thôi. Một mol anđehit tráng gương sinh ra 2 mol bạc. Thế là được. Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là RCOONH4 cộng 2Ag nhé. Nhớ là một nhóm anđehit thì sinh ra 2 mol bạc. Được chưa? 2 nhóm 2Ag. Sản phẩm tiếp theo là cộng với NH3 và cộng với nước. Cân bằng phương trình thì mình cân bằng đây có 2 bạc thì nhân 2 vào anh này. 2 này thì 4NH3, mà đây đã có 1 rồi thì ta nhân 3 vào đây. Thì đấy là phương trình của chúng ta. Em thích viết kiểu gì cũng được. Không bắt buộc. Ok chưa? Chúng ta thích viết kiểu trên hay kiểu dưới đều ok đấy. Nhưng mà trong đây thì chúng ta có một cái chú ý. Cái trường hợp của HCHO. HCHO. Cái anh HCHO này thì nó có gì đặc biệt thì chúng ta nhìn này, trong cấu tạo của nó đây. Thì trong đây nó có hai nhóm anđehit, đây nhóm thứ nhất này, nhóm thứ hai. Có hai nhóm. Được chưa? Em ghi thấy cái HCHO có hai nhóm CHO hay có hai nhóm anđề 2. Em viết hẳn cấu tạo cho họ. Em có thể khoanh luôn để sau này mình còn nhớ đi thi mình trả lời được. Hai nhóm này. Hình dung chưa? Nên chúng ta sẽ có tỷ lệ như sau. 1 HCHO cho phản ứng với thuốc thử toluene là AgNO3 trong NH3. Thì sản phẩm em có thể viết thành NH4 2 lần CO3. Nhưng mà cộng với 4Ag nhé. Em ơi, chúng ta chỉ cần quan tâm cái tỷ lệ phản ứng thôi, chứ còn phản ứng đầy đủ thì thực tế là em viết kiểu nào cũng đúng. Nhớ chưa? Nên là chúng ta cứ chỉ cần quan tâm là một anh này sinh ra 4 mol Ag. Bình thường là một nhóm anđehit thì sinh ra 2Ag đúng không? Nhưng bây giờ tôi có 2 anđehit thì nó sẽ sinh ra 4Ag. Đấy. Chúng ta nhớ thầy cái phần màu đỏ này. Sau đó chúng ta áp dụng làm thầy bài tập. Nào, xin mời chúng ta lấy máy tính ra nhé, chúng ta ghi thầy bài tập. Ví dụ. Ghi ví dụ đi, thầy có bài tập như sau là cho ghi nhé. Cho m gam hỗn hợp X gồm HCHO và CH3CHO. Mở ngoặc tỷ lệ mol 1 chia 1 phản ứng với AgNO3 trong NH3. Cái lượng này dùng dư nhé. Hay chúng ta có thể ghi là thuốc thử to lần cũng được. Thì nó sẽ tạo thành 64,8 gam Ag. Yêu cầu là tính mở. Tính mở. Đấy, chúng ta làm cho thầy một số bài tập tính toán. Chương trình giáo dục phổ thông mới thì cái bài tập tính toán nó rất là đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Chúng ta không có gì phải sợ cả. Nó chỉ là những bài tập mà tính theo phương trình thôi. Chứ nó không đao to búa lớn giải nhiều hệ phương trình hoặc là viết rất nhiều giai đoạn như thời ngày xưa một số bạn ôn thi đội tuyển hoặc là ôn thi chuyên. Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ cần học được kiến thức cơ bản rồi chúng ta áp dụng là được. Nhưng mà kiến thức bây giờ nó sẽ rất là rộng nên chúng ta phải cố gắng là ghi chép đầy đủ cho thầy. Thế ở bài này để xử lý cho nó nhanh thì em kể cả em thi tự luận hay em thi cái gì đi chăng nữa em chỉ cần trình bày thế này này. Em chỉ ghi thầy là HCHO này. Đấy, ghi trên dấu mũi tên là AgNO3 trong NH3.
Em cứ ghi thầy là 4AG. Được chưa? Tiếp tục là CH3CHO. Viết trên cái dấu mũi tên này này. Thì em chỉ ghi thầy là 2AG. Còn nếu em là cẩn thận nữa thì em có thể ghi thầy cái này tạo thành NH4 2 lần CO3. Cái này tạo thành CH3COO NH4. Đấy, ghi cẩn thận thì ghi như vậy thôi, còn về cơ bản em chỉ ghi tỷ lệ là được. Hai anh này tỷ lệ mol 1:1, em đặt cho thầy là XX. Thì đây là 4X mol. Đúng không? Anh này cũng là X thì anh này là 2X mol. Vậy thì tôi có ngay là tổng số mol AG là 6X. Và cái chỗ này nó là 0,6 mol này. Em lấy 64,8 chia 108 là 0,6 mol. Thế đây tôi có là 6X bằng 0,6 nên X bằng 0,1. Thầy nói nhanh thôi. Từ đó chúng ta sẽ bấm được M. Đúng chưa? M thì em cộng hai cái khối lượng này là xong. HCO thì nó là 30. 30 nhân 0,1 cộng 44 nhân 0,1 thì nó là 7,4 gram. Đấy là cái ví dụ đầu tiên. Thì chúng ta chủ động ra ghi nhé. Em ghi thầy cái ví dụ số 2. Ghi chép thầy luôn nhé, bởi vì đây là cái phương pháp giải bài tập, thầy dạy luôn để sau này chúng ta đỡ phải học lại. Đây là cái phản ứng quan trọng nhất liên quan đến an đề 2 đấy. Ghi thầy ví dụ số 2 là tìm aldehyde X biết. Chúng ta có những ý sau nhé, mỗi ý là một câu hỏi. Ý A là 1 mol X đơn chức phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được 4 mol Ag. Cả lớp comment hộ thầy câu A đáp số là gì? 3 chấm. Tiếp tục sang câu B. Câu B nó cho em là 4,4 gram X đơn chức phản ứng với AgNO3 trong NH3. Cái này cũng dùng dư hết nhé. Thì tôi thu được 21,6 gram Ag. Đấy là ý B. Và chúng ta có ý C là 5,8 gram X phản ứng với AgNO3 trong NH3. Thì tôi thu được là 43,2 gam Ag. Đấy, chúng ta làm thầy 3 câu này. Ở câu A thì không cần phải nghĩ, đúng nhá. Một mol aldehyde đơn chức mà tráng bạc sinh ra 4 mol Ag thì anh này chính là HCHO. Chúng ta ghi đáp số thầy anh này là HCHO và chúng ta đọc tên luôn để sau này chúng ta đỡ quên. Em ghi thầy là aldehyde formic hay là formaldehyde. Câu B thì trình bày thế này này. Câu B bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cách làm tự luận nhé. Thì khi em muốn làm một câu bài tập tìm aldehyde đơn chức ấy, thì lúc này riêng trong cái trường hợp đơn chức thì nó có vấn đề. Đó là nếu mà đơn chức là HCO thì nó sẽ sinh ra 4 bạc. Còn tất cả những anh đơn chức còn lại chỉ sinh ra 2 bạc. Nên là với một câu tìm aldehyde ấy, mà em làm tự luận em phải chia hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu X là HCHO thì em kiểm tra luôn. Thì em chỉ ghi thầy kiểm tra luôn là sinh ra 4 bạc này. Bạc ở đây là 0,2 mol. 21,6 là 0,2 mol mà. Đúng chưa? Mà cái anh này là 4,4 thì tôi bấm 4,4. Chia HCO là 30. Để em bấm là 4,4 chia cho 30. Thì số mol anh này là 0,1467 là 0,147. Thì đến đây em sẽ thấy ngay vô lý. Nên trường này bị loại. Đúng chưa? Bởi vì sao? Bởi vì cái này mà gấp 4 lần lên thì nó khác 0,2 nên cái này bị loại. Đấy là trường hợp 1. Thế sau đó là chúng ta sẽ có cái trường hợp số 2. Em ghi tiếp thầy trường hợp 2. Thì X không phải HCO. Không phải HCO thì lúc này chúng ta sẽ gọi cho thầy X nó là RCHO. R gạch ngang CHO này. Em viết thầy trên dấu mũi tên em ghi thầy là 2AG. Được chưa? Bây giờ các bạn tìm thầy trường hợp số 2 R nó là gì? Được chưa nhỉ? Còn câu C thì ở đây nhé, câu C chúng ta thấy ngay là
nó cũng chỉ nói x thôi, thì mình sẽ phải kiểm tra cho thầy trường hợp 1. X là HCHO thì nó cũng sẽ bị vô lý. Và sau đó đến trường hợp thứ hai thì x không phải HCHO. Nhưng bài câu B thì nói rõ đơn chức, còn câu C thì nó không nói là bao nhiêu chức. Thì chúng ta sẽ gọi công thức của cái câu C á, thì mình sẽ gọi nó là RCHO x lần, và nó sinh ra được 2xAg. Mình sẽ tìm mối quan hệ của R với x. Được chưa? Hình dung cách làm chưa? Với một bài tập tự luận mà tìm an đề 2 á, em luôn phải chia hai trường hợp. Trường 1 HCHO. Nếu mà em kiểm tra trường hợp này hợp lý thì vẫn phải tiếp tục kiểm tra trường hợp thứ hai. Nhá, không có cái chuyện là trường hợp 1 hợp lý thì trường hợp 2 mình không làm đâu. Mình vẫn phải làm cả hai trường hợp. Đấy là em làm tự luận thì làm như vậy. Cái là mà làm trắc nghiệm thì chúng ta nên kiểm tra trường hợp thứ hai trước luôn. Em để ý cho thầy là bạc lúc này nó là 0,2 mol. Vậy thì anh này của mình nó sẽ là 0,1 mol. Mà khối lượng là 4,4 gram, từ đó chúng ta sẽ bấm sẽ được M lớn của RCHO. Thì nó bằng 4,1 chia 44 chia cho 4,4 chia 0,1 thì nó là 44. 44 thì đến đây em sẽ giải cho thầy là R bằng bao nhiêu. Cái nhóm CHO thì em bấm nó là 29, 44 trừ 29 thì nó là 15. 15 thì chúng ta biết cách nhẩm đúng không? Thì nó là 1 carbon và 3 hydro. Nên chúng ta ghi thể đáp số. Đáp số của trường hợp này là CH3CHO. Và em đọc luôn cho thầy tên thường gọi của nó nhé. Aldehyde acetic hay là acetan đề 2. Được chưa? Rồi câu B bạn Bùi Hoàng Diệu Thảo, bạn Vân Ngọc trả lời rất nhanh. Bây giờ thầy sẽ để chúng ta làm thầy ý C. Ý C thì chúng ta nói luôn là cái trường hợp đầu tiên thì nó bị loại rồi. Trường hợp đầu tiên này chúng ta ghi thầy loại ngay. Chúng ta có thể tự kiểm tra lại. Được chưa? Em ghi HCO thì em ghi thầy 3 chấm xem em loại thầy nhé. Loại giống cái này này. Em tìm hai số mol này nó không phù hợp thì em loại. Bây giờ đến cái trường hợp thứ hai này tôi thấy nó không phải là HCO. Nhưng mà do cái câu C ấy, nó không nói anh này là đơn chức hay là đa chức thì chúng ta sẽ gọi nó là x chức. Được chưa? Thế bây giờ tôi có câu C là 43,2 gram Ag thì anh này là 0,4 mol. Thì cái anh này của chúng ta nó lại cho là 5,8 chia cho R cộng với 29x mol. Em chú ý hộ thầy là cái khối lượng của cái CHO nó là 29. Thế sau đó chúng ta tính theo tỷ lệ thôi. Ta có là 5,8 chia cho R cộng 29x nhân với 2x thì nó bảo bằng 0,4 đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta giải thôi. Tôi có 5,8 nhân 2 chia 0,4 thì nó là 29. Nên tôi có phương trình là R cộng 29x thì bằng 29x. Nên R bằng 0. R bằng 0 có nghĩa là cái an đề 2 này không có gốc hydrocarbon. Mà chúng ta biết là không có gốc thì hiển nhiên nó phải là oxalic. Nên suy thầy đáp số luôn. Nó là CHO này, nối chính với CHO. Chúng ta nhớ cho thầy là aldehyde có 3 kiểu. Thứ nhất là HCHO này. Kiểu thứ hai là một cái gốc nào đó liên quan đến CHO này. Và kiểu thứ ba không có gốc ấy, thì nó sẽ là hai cái nhóm CHO nối với nhau. Đúng chưa? Thì bài này là chúng ta sẽ kết luận anh này là aldehyde oxalic. Đấy. Đọc tên luôn. Aldehyde oxalic. Rồi. Đấy là cái phần tráng bạc. Chúng ta nhớ nhé. Keton là không có phản ứng tráng bạc. Ande 2 là có phản ứng tráng bạc, là cho phản ứng với dung dịch AgNO3 trong đường H3. Tôi thu được cái lớp kim loại màu trắng bạc sáng bóng như gương bám vào thành ống nghiệm. Được chưa? Và trong cái phản ứng tráng bạc thì lại có hai khả năng. Nếu nó là HCHO, thằng này một anh trường hợp đặc biệt nó là đơn chức nhưng lại tráng dương sinh là 43. Bởi vì trong cấu tạo của HCO lại có hai cái thằng CHO. Đấy, còn những anh còn lại thì cứ bao nhiêu nhóm chức thì số bạc sẽ gấp đôi lên bấy nhiêu. Nhé. Thì đấy là cái ví dụ này. Nhưng mà chúng ta không dừng ở đây đâu. Chúng ta còn ví dụ tiếp theo. Cái bài hôm nay siêu siêu giải. Thầy dạy luôn phương pháp giải bài tập. Chúng ta ghi tiếp cho thầy một cái ví dụ. Em ghi tiếp cho thầy là cho bảy gam hỗn hợp X gồm acetylen và acetan đề 2
phản ứng với AgNO3 trong NH3. Cái này nó đang dùng dư nhé. Thì tôi thu được. Tôi thu được 45,6 gam kết tủa. Yêu cầu là tính phần trăm khối lượng mỗi chất. Đấy. À, cùng lắm là bài tập nó hỏi đến kiểu này thôi, chứ chúng ta đừng có mà sợ. Ở đây thì chúng ta muốn giải được thì chúng ta sẽ thấy ngay acetylen là cái anh có nối 3 này. Acetaldehyde là CH3CHO. Chúng ta sẽ đặt cho thầy XY là số mol của từng anh. Em viết cho thầy phương trình. Nó sinh ra cái gì? Lập thêm một phương trình là 45,6 thì nó bằng gì này? Một phương trình là 7 thì nó bằng gì này? Giải hệ là xong. Hình dung không? Đấy thì xin mời các bạn xử lý tiếp đi. Chúng ta lập hệ phương trình. Đấy thì thầy đợi chờ các bạn nhé. Em ơi, em không cần comment phần trăm đâu. Em comment số mol mỗi chất. Em comment cho thầy là đáp số nữa. Anh thứ nhất bao nhiêu mol, anh thứ hai bao nhiêu mol là được. Được chưa? Chúng ta trả lời đi. Cho một phút nhé. Thầy phải nhắc lại kiến thức một chút không nhớ các bạn quên nhé. Những cái anh ankin hoặc là những cái hợp chất nào mà có nối 3 ở đầu mạch ấy thì nó phản ứng với AgNO3 trong NH3 thì nó tạo kết tủa Ag CAG nối 3 CAG, nhưng kết tủa đấy là kết tủa có màu vàng. Chứ nó không phải là phản ứng trắng bạc. À, đấy vẫn là kết tủa nhé. Thầy cảnh báo các bạn này, nếu sau này nó hỏi những anh nào có phản ứng trắng bạc là phải sinh ra bạc ấy thì nó mới gọi là trắng bạc. Có nghĩa là bạc sinh ra nó trắng lên bề mặt ống nghiệm hoặc bề mặt của tấm gương hoặc của cái phích nước ấy, thì đấy mới gọi là phản ứng tráng bạc. Ví dụ trong hai chất này thì chỉ có chất dưới này có phản ứng tráng bạc thôi. Còn chất trên mặc dù nó có phản ứng với AgNO3 nhưng đấy chỉ là phản ứng bình thường, không có ứng dụng để tráng bạc. Hiểu chưa nhỉ? Còn cái phản ứng bên dưới ta ghi thầy là 2Ag. Đấy, vậy thì đến đây chúng ta lập hệ phương trình là xong. Đúng nhỉ? Lập hệ phương trình là xong. Tôi có phương trình là 45,6 thì nó bằng 240x cộng với 108 nhân 2y. Đây phương trình số 2. Phương trình đầu tiên là 7 gam thì nó bằng 26x cộng với 44y là phương trình số 1. Đúng chưa? Thầy cảnh báo các bạn nhé là hợp chất có nối 3 đầu mạch chắc chắn là phản ứng với AgNO3 trong NH3 và cái sản phẩm của nó là kết tủa màu vàng. Nhớ chưa? Cái kết tủa này là kết tủa có màu vàng này. Còn cái tủa bạc này nó là màu trắng bạc, nó màu của cái kim loại bạc mà chúng ta hay đeo lên cổ ấy. Đấy chưa nhỉ? Thế giải hệ chúng ta có cái kết quả như sau nhé. 240x
cộng với 216y thì bằng 45,6. Phương trình thứ hai là 26x cộng 44y thì bằng 7. X bằng y bằng 0,1. Và tự bấm phần trăm nhé. Đến câu này. Rồi các bạn Huyên làm đúng rồi. À, trước khi chuyển sang cái tính chất khác thì chúng ta ghi lại cho thầy một cái chú ý này. Để sau này chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn. Được chưa? Chú ý. Là hợp chất có nối 3 đầu mạch. Nối 3 đầu mạch. Dạng CH nối 3C nối R. Là có phản ứng với AgNO3 trong NH3 hay là thuốc thử to lần đấy, tạo ra kết tủa CAG nối 3C nối R này có màu vàng, không được gọi là phản ứng tráng bạc. Phản ứng tráng bạc là phản ứng phải sinh ra bạc đơn chất đi nhé. Đấy thì chú ý cho thầy là cái hợp chất có nối 3 đầu mạch nó tạo ra kết tủa màu vàng nhé. Và cái phản ứng này không được gọi là phản ứng tráng bạc. Mà bản chất của phản ứng này là phản ứng thế. Được chưa? Em có thể ghi luôn thầy bản chất là phản ứng thế. Thế cái gì? Thì thế AG cho H này này. Thì đây là phản ứng thế, chứ không phải là phản ứng tráng bạc. Có một cái vấn đề đó là tráng bạc thì nó là phản ứng oxy hóa khử. Em ạ. Phản ứng tráng bạc là phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta hình dung thế này này. Tại sao oxy hóa khử? Chúng ta nhìn cho thầy vào phần này. AG trong đây nó là cộng 1. AG này là 0. Thay đổi chưa? Carbon trong đây nó sẽ khác với carbon trong đây. Nên là chúng ta sẽ chủ động xác định ra. Và đấy là oxy hóa khử. Được chưa? Đây là phản ứng oxy hóa khử. Và chính xác là cái aldehyde có tính khử. Bởi vì nó khử từ AG cộng về AG mà. Nhá. Cái phản ứng tráng bạc là phản ứng oxy hóa khử. Còn phản ứng của cái anh có nối 3 đầu mạch này, nó là phản ứng thế. Phản ứng thế bình thường thôi. H bị thế bởi AG, chứ không phải là oxy hóa khử. Đấy thì cái này phải cảnh báo các bạn. Nếu đi thi nó hỏi là phản ứng tráng bạc là phản ứng oxy hóa khử, ta trả lời là đúng. Nhưng mà nó lại bảo là phản ứng của ankin với AgNO3 là phản ứng oxy hóa khử thì lại là sai. Khác nhau đấy nhá. Ok, đấy là xong cái phần quan trọng nhất. Chúng ta xong cái phần quan trọng nhất rồi đấy. Chốt lại này là keton là không có phản ứng tráng bạc. Aldehyde là có phản ứng tráng bạc. Trong cái aldehyde đấy thì có thằng HCO là đặc biệt. Một mình nó lại sinh ra 4 bạc. Được chưa? Các cái thằng còn lại nếu có một nhóm CO thì sinh ra được 2AG thôi. Đấy. Còn trong đây thì chúng ta ôn lại luôn được cái thằng ankin hay là cách khác là những hợp chất có nối 3 đầu mạch thì nó phản ứng được với AgNO3 trong NH3 tạo cái tổ màu vàng. Ok chưa? Rồi, đấy là xong cái phần quan trọng nhất. Và chính là một trong những phần hiếm hoi có bài tập tính toán ở đây. Em ghi thầy tính chất số 2. 2 nhỏ. Ghi đi. Bài dài thì cố gắng mà ghi. Sau đó chúng ta làm bài tập thì tuần sau thầy chữa nữa thì chắc chắn là nhớ. 2 nhỏ em ghi thầy là phản ứng cộng H2. Phản ứng cộng với H2. Xúc tác của nó là niken nhiệt độ. Niken nhiệt độ. Chúng ta viết cho thầy phương trình. Aldehyde là RCHO. Khi cộng với H2, xúc tác niken nhiệt độ, kim loại niken ấy, thì nó sẽ biến thành alcohol bậc 1. Được chưa? Em ghi rõ thầy là aldehyde. Mấy tuần trước thì ta học là oxy hóa alcohol bậc 1 thì biến thành aldehyde đúng không? Thì bây giờ là aldehyde cộng hiđro thì nó tạo thành alcohol bậc 1. Nhưng nếu nó là keton, keton cũng phản ứng nhé. Keton cũng phản ứng. Thì nó lại biến thành alcohol bậc 2. Đấy. Anh này là keton. Anh này là alcohol bậc 2. Chúng ta học hóa hữu cơ mà chúng ta không chăm chỉ là chúng ta không học được đâu. Thầy luôn luôn nhắc các bạn đó là riêng cái môn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông mới á, thì nó đòi hỏi cái sự cần cù, cố gắng, kiên nhẫn của các em. Chứ nếu mà các em mà cứ lười là chúng ta sẽ không học được. Có những bạn thì bạn ấy thông minh, bạn ấy lười một chút, nhưng mà ví dụ những cái môn kiểu môn toán ấy, thì bạn ấy có thể
vẫn thi được 9 được 10. Nhưng bởi vì bạn ấy thông minh. Nhưng mà riêng môn hóa em có thông minh đến mấy mà em không chăm chỉ thì cũng không thể học được. Môn hóa thực tế nó không cần chúng ta có chỉ số IQ quá cao. Chúng ta chỉ là một học sinh bình thường, nhưng mà chúng ta chăm chỉ chúng ta vẫn có thể thi được 9-10 nhé. Đấy thì chúng ta chú ý cho thầy là cái môn này mà không chăm là không làm được gì đâu. Đặc biệt là cái môn hóa học là chúng ta phải học thuộc nhiều phương trình. Học thuộc phương trình, học thuộc lý thuyết thì mới làm được bài tập mà. Nên thầy rất mong là chúng ta thay đổi ý thức con người để chúng ta tập trung, chúng ta ghi chép, học hành lại tất cả những cái bài giảng mà mình còn yếu, để sang tháng sau là thầy sẽ bắt đầu dạy chương trình lớp 12 rồi. Thầy nhắc các bạn là sang tháng sau là chúng ta sẽ bắt đầu có chương trình lớp 12. Thế thì chúng ta cố gắng học đi. Đây là chương cuối cùng của hóa 11 rồi. Chương cuối cùng của hóa 11. Được chưa? Chúng ta có thể ví dụ cái này thì nó rất là đơn giản. Em ví dụ nhanh thầy một hai cái. Ví dụ chúng ta có CH3CHO mà cộng với H2 thì nó biến thành alcohol tương ứng là CH3CH2OH là ethanol đúng không? Xúc tác niken nhiệt độ. Cái này là ethanan này. Còn cái này là ethanol này. Đúng chưa? Tương tự thế chúng ta có ví dụ số 2 này, tôi có acetone đi. Cộng H2 xúc tác niken nhiệt độ. Thì cái này nó sẽ tạo thành propan 2 ôn. Đây nhé, là propanol đúng không? Đuôi ONE là ketone mà. Anh này là propan 2 ôn. Đấy. Được chưa? Nhưng mà tiện đây thầy có một bài tập nâng cao một chút. Thì thầy xem có bạn nào xuất sắc trả lời được không nhé. Có một bài tập rất hay em ạ. Chúng ta ghi thầy là cho hợp chất hữu cơ X chứa CH và O thôi. Chứa ba nguyên tố này. Biết rằng X cộng với KH2, K là một con số bất kỳ nhé, xúc tác niken nhiệt độ thì tạo thành propan 1 ôn. Được chưa? Đấy. Em ghi thêm một thầy là biết X mạch hở nhé, cho hợp chất hữu cơ X. Chúng ta ghi thầy chữ mạch hở đây. Thầy ghi mỗi chữ hở tự hiểu là mạch hở. Được chưa? Thế bây giờ nó bảo biết cái phản ứng này, vậy thì em ghi thầy là số công thức cấu tạo của X có thể có thỏa mãn. À, chúng ta biết là cái kiểu thi mới bây giờ của chúng ta có bài điền số. Bây giờ chúng ta không có đáp án trắc nghiệm thì mình không khoanh bừa được. Vậy thì mình điền cho thầy được số mấy vào đây? Đúng không? Em thử trả lời thôi. Thầy gợi ý các bạn này. Giải. Chúng ta nhìn nhé. À, propanol là anh này. CH3, CH2, CH2OH. Vậy thì để có được anđ2, để có được cái alcohol này thì X có thể nhé. Thầy chỉ nói X có thể là anđ2. Hình dung không? Đấy. Anđ2 này thì nó sẽ cộng với 1H2 xúc tác niken nhiệt độ thành alcohol. Nhưng có thể là những anh này có thể có nối đôi chẳng hạn. Đúng chưa? Có thể có nối đôi. Thì nó cộng với 2H2. Tại sao lại cộng 2H2? Bởi vì H2 nó sẽ cộng một nối đôi. Hoặc H2 sẽ cộng vào CHO. Vậy thì lúc này là chúng ta sẽ có sản phẩm là propan 1 ôn như bình thường. Đúng không? Xúc tác niken nhiệt độ. Vậy thì tương tự như thế, em sẽ trả lời thầy được bao nhiêu chất? Đố các bạn comment được. Bài này vậy thôi, mày rất khó đấy. Bạn nào mà tự tay viết được đủ các chất này thì chúng ta quá xuất sắc. Nhưng thầy vẫn muốn chúng ta trả lời thầy có bao nhiêu chất. Em có thể comment bừa đã cũng được, xem là vận may chúng ta đến đâu. Vận may chúng ta đến đâu.
Thầy có nhìn thấy hai bạn trả lời là năm chất đúng không? Ba bạn trả lời năm chất. Rồi, xem là có bao nhiêu bạn trả lời. Chúng ta có thể đi ngược số đông cũng được, đúng không? Nhiều khi là số đông chứ là đúng đúng không? Thầy nói vậy thôi nhưng mà các em viết được bao nhiêu chất em cứ mạnh dạn trả lời nhé, chứ không phải là nghe thầy bảo là đi ngược số đông lúc nào cũng đúng đâu, không phải đâu. Thầy đánh lạc hướng đấy. Bây giờ chúng ta thử xem có mấy chất nhé. Chúng ta có thể để cái alcohol này có nối 3 đầu mạch. Đấy, thì anh này sẽ cộng được với 3H2. Đúng chưa? Nhưng ngoài alcohol ấy, ở ngoài aldehyde ấy, thì chúng ta còn có thể là alcohol không no. Em ạ, à, alcohol không no cũng được. Đấy, anh này sẽ cộng với 1H2. Hoặc là alcohol có nối 3 đầu mạch sẽ cộng được với 2H2. Nên là đáp số của chúng ta là 5. Bạn nào trả lời 5 là quá tuyệt vời. Đấy. Bạn nào được trả lời 5 chất là 10 điểm không có nhưng. Đúng không? Bạn Nguyễn Đức Nhân, Phan Huyên, bạn Khánh Ngô, Phạm Ngọc Anh. Tốt. Đấy. Những bạn này là 10 điểm không có nhưng. 5 chất. Em nhé. Ở đây thầy chú ý các bạn là cái sản phẩm đã có sẵn nhóm alcohol rồi. Thì cái anh đầu tiên này của mình có thể vẫn có nhóm alcohol cũng được. Đúng không? Đấy. Ở từ từ ngày xưa thỉnh thoảng thầy có gặp một số bạn, bạn ấy viết thế này này. Bạn ấy bảo em viết thế này được không thầy? Thì viết thế này làm sao được? Bởi vì cái nhóm CHO nó chỉ liên kết đơn thôi. Ông nào lại viết nối đôi ở đây thì cái này nó thành liên kết 5 rồi nhá. Không được viết nối đôi đây đâu. Nối đôi nó phải ở cái vị trí cách xa cái nhóm aldehyde cơ. Nó chỉ có thể ở vị trí đầu tiên này. Trong bài này. Chốt lại bài này 5 chất. Đấy. Những bạn đã trả lời 5 quá tuyệt vời. Ghi đi em ơi. Đấy là tính chất số 2. Chúng ta sang thầy tính chất số 3. Em ơi thầy nói trước là cái nào quan trọng thầy dạy trước nhé. Càng tính chất đầu tiên càng quan trọng. Tính chất số càng đằng sau thì càng đỡ quan trọng bằng. Nên là chúng ta cứ nhớ thầy những cái này đang là những cái siêu quan trọng đấy. Ba nhỏ. Nào, đây là sự khác biệt giữa chương trình giáo dục phổ thông mới với cũ này. Chương trình giáo dục phổ thông cũ là học sinh không học tính chất số 3 và tính chất số 4 trong đây. Được chưa? Nên bây giờ cái này thầy phải cảnh báo các bạn là ghi chép. Thực tế là thầy không phải nói xấu người khác đâu, nhưng mà hiện nay có rất nhiều thầy cô là ngày xưa người ta có thể không được học những cái tính chất này. Hoặc người ta học sơ qua nhưng bây giờ khi người ta dạy cho học sinh người ta hay dạy sai lắm. Học sinh của thầy nhiều khi là cứ phản ánh là thầy cô trên lớp em toàn dạy sai thôi. Dạy sai nhưng thực tế là có thể là người ta không đọc sách giáo khoa luôn. Nhiều thầy cô là bận quá mà không đọc sách giáo khoa, là cứ lên lớp để nhìn lướt lướt qua rồi dạy thôi, nhưng mà cuối cùng là viết sai chương trình. Bởi vì có những chương trình phản ứng các thầy cô ngày xưa còn chưa được học. Thật, không phải là điều đâu, tại vì chương trình giáo dục phổ thông mới là nó mang một số kiến thức ở những cái chương trình hóa chuyên hoặc là ở năm thứ nhất đại học xuống người ta dạy. Nên là có thể là có những người chưa từng tiếp xúc bao giờ ấy. Nên là người ta học nó mang máng ấy. Còn người ta đọc lướt qua sách, người ta không để ý đến lúc mà đi vào thực dạy cụ thể, người ta vẫn dạy sai. Nên là cái này chúng ta phải học để chúng ta còn biết phân biệt đúng sai, nhớ chưa? Kể cả như thầy thỉnh thoảng, thầy có nói các bạn là trong cái thời điểm thầy dạy hóa hữu cơ, chúng ta đã có một lần thầy nói nhầm thôi. Nhưng mà sau đấy thầy phải có đính chính vào buổi hôm sau luôn. Đấy thì chúng ta lưu ý cho thầy là riêng thầy Trọng là có vấn đề gì mà mình có sai sót thì kiểu gì cũng sẽ đính chính, chứ không có chuyện là lấp liếm rồi bỏ qua đâu, được chưa? Thế nên là chúng ta cứ có vấn đề gì thắc mắc chúng ta cứ comment hoặc chúng ta nhắn tin lại để thầy, nếu mà thầy có nói sai đâu thầy sẽ đính chính lại nhé. Yên tâm là cái kiến thức của thầy thì rất là ổn rồi, nhưng mà nhiều khi là mình có thể mình giỏi đến mấy nhưng mà vẫn có lúc mình nói nhầm em ạ. Nhưng mà được cái riêng thầy Trọng là chuẩn bị bài giảng rất là cẩn thận chi tiết. Em ghi thầy mục 3 nhỏ là phản ứng cộng HCN. HCN là hydrocyanide. Chúng ta hay đọc là hydrocyanua đấy. Đúng chưa? Thì chúng ta ghi thầy tên của anh này đi. Hydrogen cyanide nhé. Bạn nào mà đọc Conan thì hay nói đến chữ cyanua, nhưng mà đấy là phiên âm tiếng Việt rồi. Còn tiếng Anh của nó là cyanide. Ở đây tại sao lại có phản ứng cộng này? Thì chúng ta quay trở lại là cái nhóm ketone hay là nhóm aldehyde thì cũng vậy thôi. Em ơi, aldehyde hay ketone nó chỉ khác biệt ở đây là H hay nó là CH3 các thứ thôi. Thì chúng ta để ý thầy là anh này nó có nối đôi.
thì nó sẽ tham gia được phản ứng cộng. Và đặc biệt vừa rồi chúng ta có phản ứng cộng hydro rồi đấy. Bây giờ chúng ta có cộng HCN. Đây thầy giới thiệu các bạn luôn là cái HCN. Thì H thì nó mang điện tích dương, còn cyanua này là CN mang điện tích âm. Đúng chưa? Chúng ta biết là giữa C với O đây này là cái nguyên tử oxygen nó có độ ẩm điện lớn hơn, nên oxygen sẽ tích điện âm là sigma trừ, còn carbon tích điện dương là sigma cộng. Vậy thì theo nguyên tắc cộng thì cái này là dương thì nó sẽ cộng vào âm. Thì O với H thì nó sẽ thành OH. Cyanide thì nó sẽ cộng vào cái carbon này. Đúng chưa? Nên là sản phẩm của chúng ta như sau, chúng ta viết phương trình tổng quát nhé. Viết cái hợp chất keto cũng được. Cộng HCN. Đấy, thầy diễn đạt rất kỹ cho chúng ta nhé. Sau này lên lớp mà cô có hỏi tại sao H lại cộng vào O mà H không cộng vào C. Em ạ, nếu đi thi tự dưng cô lại hỏi này em, hoặc là đi lên bảng kiểm tra miệng ấy, hỏi tại sao cái nguyên tử hydrogen lại cộng vào oxygen mà không cộng vào carbon. Thì em trả lời là vì oxygen tích điện âm, hydrogen đây tích điện dương thì âm với dương nó hút nhau. Hiểu chưa? Đấy thì chúng ta sẽ ghi thầy là R này, C chỗ này là cyanide này, chỗ này là OH nhé, đây là R phẩy. Cái phản ứng này áp dụng cho cả aldehyde với ketone nhé. Đấy, chúng ta có thể ví dụ. Em cứ viết đi, em đóng khung lại thầy cái phương trình đấy, chúng ta có thể ví dụ. Tôi có CH3CHO, đây này, đây chính là aldehyde đúng không? Cộng với HCN. Thì sản phẩm của chúng ta là CH3, CH, đầu này là OH này, chỗ này là CN gắn vào. Được chưa? Tương tự như thế chúng ta có cái anh acetonfon này đi. Acetonfon, tên thường gọi, thực tế em không cần phải nhớ kỹ cái chất này đâu. Đấy, thì sản phẩm là CH3 này, C chỗ này là OH nhé, chỗ này cyanua gắn vào đây này, C6H5. Được chưa? Đóng khung thầy cái phản ứng này. Em học lý thuyết thì em chỉ có học thầy thì em mới hiểu thôi, chứ còn về cơ bản là để có một cái bài giảng mà nó đầy đủ chi tiết, có cả bài tập ví dụ, bài tập tính toán như thế này thì rất ít giáo viên có đủ kiên nhẫn để dạy một cái bài như thế này. Thầy khẳng định các bạn là ai mà có khả năng dạy một phát 3 tiếng liền lý thuyết ấy, hoặc là học sinh nó vẫn cố gắng nó học đủ 3 tiếng liền lý thuyết ấy, thì giáo viên đấy phải rất đặc biệt em, chứ không đơn giản đâu. Như thầy nói thật các bạn là thầy cũng là một người rất chăm chỉ, nhưng mà thầy nghe người khác nói quá 60 phút là thầy cũng không chịu được. Thầy nói thật, nếu mà thầy ngồi dự một cái hội nghị hoặc một cuộc họp nào mà nếu mà nghe người khác nói liên tục trên 30 phút thôi, khéo mình cũng đã gần như không chịu được rồi. Nhưng mà ở đây vẫn có rất nhiều bạn, thậm chí hàng trăm bạn đúng không, sẵn sàng nghe thầy nói 3 tiếng liền. Đấy thì có thể là phải có điều gì đó đặc biệt chứ. Nên là chúng ta cố gắng là chúng ta tận dụng những cái thời cơ như vậy để chúng ta ghi chép lại học nhé. Chứ còn em thử làm một phép tính so sánh nhỏ là em cũng là một cái bài giảng như thế này, nhưng em nghe một người nào đó nói nhiều khi em cảm thấy rất là buồn ngủ đúng không? Thì mình cố gắng mình tận dụng. Rồi, cái sản phẩm ở chúng ta ở đây thì chúng ta có thể ghi thầy tên của cái sản phẩm này, nói chung đấy là loại hợp chất là cyanohydrin. Đấy, em ghi tên cho thầy cái loại hợp chất này là cyanohydrin. Thầy luôn động viên các bạn là mặc dù học lý thuyết nó vất vả nhưng mà cố gắng học em ạ. Bởi vì riêng cái môn hóa này chỉ cần học ổn lý thuyết, cái chuyện thi 9 dễ lắm. Kể cả các anh chị 2K6 cũng thế. Các anh chị 2K6 mà học chương trình cũ đi thi cũng đã 70% lý thuyết mà em. Chỉ cần học chắc lý thuyết là điểm 8, 8 rưỡi là trong tầm tay. Rồi, đấy là tính chất số 3. Tính chất số 4. Cái tính chất số 4 này là không có trong sách giáo khoa chương trình cũ, chỉ có trong sách giáo khoa chương trình mới. Đấy, nên là cái chỗ này các em phải học thật sự cẩn thận, không nhỡ là người ta mà nói sai thì chúng ta còn biết cách phản biện. Nhiều bạn đây là các bạn ý thấy người khác sai nhưng mà chả bao giờ phản biện. Phản biện thì tìm ra cái đúng chứ. Kể cả thầy có dạy sai chúng ta cũng phải nhắn tin, chúng ta trao đổi chứ. Không phải là do thầy hỏng kiến thức hay là thầy yếu mà kiến thức, mà chẳng qua là có thể là do thời điểm đấy đã bị lẫn. Chuyện có bình thường, đúng nha. Nhiều khi thầy hay nói đùa mà nhìn vợ thầy hoặc là nhìn một cái cô hoa hậu, mình cứ nghĩ là vợ mình chẳng hạn ấy, thì đấy cũng là lẫn đấy, đúng không? Nhìn một cô nào đó mà xinh xắn ngoài đường, mình cứ nghĩ đấy là vợ mình thì toi đấy, đúng không? Em ghi thầy mục 4, đó là phản ứng tạo
Idoform. Idoform. Em ơi, bốn phản ứng đầu tiên này là bốn phản ứng quan trọng nhất nhé. Là đặc biệt phản ứng số 3, số 4 là chỉ xuất hiện trong chương trình phổ thông mới cho học sinh sinh năm 2007 trở đi thôi. Còn những ai mà sinh năm 2006 đổ ngược về phía trước là không được học phản ứng số 3, số 4. Nên là nếu mà sau này các anh chị mà 2K4, 2K5 mà trở thành giáo viên đi dạy hóa thì các anh chị cũng sẽ bảo là ôi ngày xưa mình không được học phản ứng này. Mà bây giờ mình lại phải đi dạy cái phản ứng này. Toi đấy. Để cho trừ những người nào học hóa chuyên hoặc là học trên đại học, học chuyên ngành hóa rất là sâu. Người ta sẽ nghiên cứu rất nhiều các phản ứng này thì người ta sẽ nhớ. Chứ còn về cơ bản là một học sinh bình thường mà học cái chương trình cũ thì nó không biết một tí gì liên quan đến cái này đâu. Nhé. Nên là nếu mà em có anh chị em mà đã từng thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa mà anh chị em chưa từng học chuyên hóa, học chương trình phổ thông bình thường thôi á, kể cả anh chị em đã từng được giải nhất cấp tỉnh, nhìn những cái phản ứng này anh chị em cũng không thể nhớ đâu, không biết đâu. Chúng ta chú ý nhé. Iodoform là CHI3. Chúng ta nhớ là cái chất là chloroform. Chúng ta học trong bài dẫn xuất halogen là CHCl3. Bromoform là CHBr3. Thì iodoform thì là CHI3. Thì cái phản ứng này thầy phải chú ý cho các bạn. Chú ý. Chỉ có hợp chất dạng này này là CH3CO gạch ngang một gốc R phẩy nào đó. Dạng này nhé, là phản ứng với Y2 trong môi trường kiềm tạo ra được iodoform. Và phương trình tổng quát của chúng ta như sau. Cứ ghi đi. Chúng ta ghi thầy là CH3C nối đôi O. Đây này, nối R phẩy. Thế em nhớ cái này đó chính là CH3C nối đôi O. Phải này CH3 nhé. Cộng với Y2 và NaOH. Thì sản phẩm của chúng ta nó là CHI3. Cái này ta phải chấp nhận thôi. Được chưa? Em ơi, cái phương trình phản ứng này em viết thôi. Còn sau này thực tế, thầy có tham khảo rất nhiều tài liệu tham khảo hoặc là những cái đề thi các thứ. Thì người ta sẽ không bắt chúng ta phải viết phương trình này. Mà người ta chỉ cần nhớ là chất nào tạo được ra cái này. Ví dụ nó cho là 10 chất, nó hỏi số chất tạo được iodoform. Thì chúng ta sẽ chọn 10 chất dạng này thì được. Còn 10 chất dạng khác thì không được. Nhé. Sản phẩm của mình nó là NaI cộng với R'CONa và cộng với nước. Phương trình hơi khó viết. Thầy đảo chỗ hai cái chất này cho nhau đã nhé. Thầy viết đúng rồi nhưng mà thầy đảo chỗ để chúng ta viết chất hữu cơ trước, chất vô cơ sau. R'CONa cộng NaI và nước. Cái phương trình này rất là khó để chúng ta có thể nhớ. Nhưng mà yên tâm đi thi nó sẽ hỏi một cái bài tập giống như bên dưới thầy chuẩn bị lấy ví dụ. Cân bằng phương trình thì chúng ta sẽ cân bằng cho thầy là 3 vào đây. 3 và Y2. 3 natri với 1 natri là 4. 4 là NaOH. Nước thì mấy mà nước nhỉ? 3 mà nước. Đây là phương trình tổng quát. Ví dụ chúng ta có CH3CHO. Đấy, sau này thầy chỉ yêu cầu các bạn viết cho thầy trên giờ mũi tên là cộng iốt với kiềm. Thì sản phẩm của mình nó là CHI3 cộng cái thằng đằng sau là H này thì nó sẽ viết thành HCONa cộng vân vân. NaI cộng nước. Chỉ cần hiểu như vậy là được. Tương tự thế nếu bây giờ tôi có aceton hoặc tôi có cái thằng là acetonphon đi. Anh này cộng Y2 với NaOH. Em ơi, những anh nào mà phải có dạng này nhé thì mới phản ứng. Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là CHI3. Cái thằng đằng sau ta sẽ viết thành C6H5CONa cộng vân vân. Đấy. Cái nguyên tắc để có cái sản phẩm là iodoform ấy thì chúng ta luôn phải có cái cụm CH3CO. Còn tất cả những anh có cụm khác là không phản ứng. Ví dụ đây này. Ý là không có phản ứng đó. Cái này ví dụ cái này nếu nó là CH3 thì nó vẫn phản ứng nhé. Cái này nếu nó là CH3 thì cụm này nó vẫn phản ứng bình thường. Hình dung không? Nhưng nếu mà cái này nó là H chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ không có phản ứng. Được chưa? Không có phản ứng. Nên chúng ta chú ý cho thầy là nó phải có cái
có đoạn này thì mới phản ứng. Được chưa? Thế giờ chúng ta có một bài tập. Bài tập em ghi thầy cái. Cho. Thầy cho tên gọi luôn. Cho acetaldehyde. Formaldehyde. Aceton. Butan hai ôn. Tiếp tục là butanan. Nó hỏi em là số chất phản ứng với N với NaOH và iốt tạo ra iodoform. Nào đi thi nó hỏi bài tập số lượng. Thế bây giờ em phải viết cấu tạo của từng chất và em trả lời là chất nào có cái cụm này thì chúng ta mới tính. Được chưa? Chất nào có cả cái cụm này chúng ta mới tính. Cụm này có thể ở phía trước và phía sau đều được. Ví dụ tôi có cái chất này này. C2H5 này. C nối đôi O nhưng mà CH3 đây chẳng hạn. Thì cái này vẫn được. Nhá. Đấy, xin mời chúng ta suy nghĩ thầy này. Với cái bài tập này thì có bao nhiêu chất thỏa mãn? Em yên tâm là thầy Trọng dạy lý thuyết rất là kỹ đấy. Chứ nếu mà em cứ mở như sách giáo khoa thì em chả biết gì đâu. Mấy cái câu chuyện mà người ta dựng lên là thủ khoa đại học toàn là con nhà nghèo này, không đi học thêm bao giờ, toàn Buffett thôi. Cái bọn đấy nó không học thêm trực tiếp tại trường, tại lớp thì nó học thêm online đủ các thầy cô. Chứ bây giờ kiểu thi bây giờ mà không học thêm không bao giờ thi được. Không học thêm ý là gì? Không học thêm có nghĩa là chỉ học mỗi cái buổi chính khóa trên lớp ấy. Thế bây giờ đầy trường nó tổ chức học thêm buổi chiều, học sinh vẫn đi học. Chúng ta chú ý với thầy là không có đứa nào mà tự dưng đọc mỗi sách giáo khoa mà thi được 9 được 10 đâu. Không có luôn nhé. Mà các bạn ấy, các anh chị đấy là phải học thêm rất là nhiều. Thậm chí một môn không chỉ học một thầy, học mấy thầy. Nhưng mà thầy cảnh báo trước nha, riêng cái môn hóa mà thầy em nào là học sinh chính thức của thầy Trọng mà học thầy Trọng mới học thêm một thầy cô nữa nè, dễ bị đuổi đấy. Bởi vì học một mình thầy bài tập chưa chắc đã làm được hết, mà huống chi học lắm quá. Học lắm quá cuối cùng mỗi người một phương pháp. Lại có cái tình trạng có đứa thì học thầy Trọng nhưng lại mang bài thầy Trọng đi hỏi một thầy cô khác. Làm sao được? Học thầy nào hỏi bài thầy cô đấy nhé. Nhiều ông là học thầy Trọng này, sau đó mang bài của thầy Trọng đi hỏi một thầy cô khác. Có nghĩa là bạn ấy học thêm hai thầy cô. Được chưa? Học thầy Trọng, mang bài thầy Trọng đi hỏi cô kia, sau này mang bài cô kia đi hỏi thầy Trọng. Thầy mà phát hiện thì đuổi luôn. Mất thời gian. Là chúng ta phải cố gắng là gì? Là học hết bài đi đã. Nếu mà em học hết được sạch tất cả những bài của thầy rồi á, mà em còn thời gian ấy, thì em đi học thêm 10 người cũng được, thầy không nói làm gì. Nhưng mà trong khi đó bài của thầy thì gần như ở Việt Nam này hiếm có người có thể học được tất cả các bài giảng của thầy. Bài tập nữa. Tất cả các bài tập của thầy cho gần như là hiếm có học sinh nào làm hết được. Chúng ta là những cái khóa đầu tiên học chương trình mới thì có thể là cái nguồn tài liệu nó còn ít, nhưng mà số lượng bài tập thầy cung cấp cho chúng ta cũng quá nhiều rồi. Gần như không ai có thể học được tất cả các bài đấy. Chúng ta có trăm đến mấy thì nhiều khi những cái tờ bài tập thầy giao chúng ta vẫn phải lười, chúng ta phải bỏ lại khoảng chục bài đúng không? Rồi chúng ta có thể xem video bài giảng chữa. Chứ còn chả có đứa nào làm hết 100% đâu. Ví dụ lớp thầy hiện nay có mấy chị trợ giảng, các chị ngày xưa toàn thi 10 điểm hóa thi đại học. Có chị chăm lắm, nhưng mà chưa có ai, chưa từng có ai mà học được tất cả các bài giảng của thầy. Hiện nay ví dụ như các anh chị 2K6 hoặc 2K5, 2K4, thầy dạy online cả nước nhiều mà. Thì mỗi một mùa thi thầy phải chữa khoảng 200 đề thi thử trong cả nước. 200 đề thi thử. Ví dụ nhé, sở Nam Định nó thi nhé, sở Hải Phòng thi nhé, tất cả các sở các tỉnh thi nếu mà có đề thầy đều chữa này. Sau là trường cấp 3, ví dụ trường chuyên khoa học tự nhiên, chuyên sư phạm, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Am, Lê Quý Đôn, Hà Đông hay là các cái trường tận trong thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác. Nó có hàng nghìn trường đấy. Thì bây giờ trường nào mà có đề trên mạng mà thầy nhìn thấy thầy đều chữa hết. Nên một mùa thi thầy phải chữa ít nhất là 200 đề. Thì ai có thể làm được hết 200 đề đấy? Thầy cho chúng ta chăm lắm đi. Chúng ta không chỉ học mỗi 200 đề đâu mà còn hàng trăm đề lý thuyết. Sau là có bao nhiêu chủ đề bài tập nữa. Đúng không? Bài tập sách giáo khoa, bài tập sách bài tập nâng cao, bài tập sách tham khảo. Sau là các cái dạng toán nữa. Số lượng bài giảng một mùa thầy dạy các anh chị nó cỡ khoảng 4 đến 500 bài giảng cơ. 4-500 bài giảng thì thầy tính cho mỗi một ngày đứa nào chăm lắm học hóa được một bài giảng chứ mấy. Ví dụ như cái bài giảng này của chúng ta nó phải vài tiếng. Chả đứa nào học được. Một tuần học được một bài thôi.
đã là sung sướng lắm rồi. Thầy đi dạy thầy chỉ mong học sinh thầy là bài nào thầy dạy trực tiếp kiểu này này là học hết là được. Không cần các em mua thêm tài liệu tham khảo làm thêm. Chưa có ai có thể học hết các bài giảng của thầy. Nên chúng ta chú ý cho thầy là chúng ta phải cố gắng chăm chỉ. Còn nếu mà khi mà em đã học hết các bài của thầy rồi á, các cái tờ bài tập của thầy rồi, mà chúng ta còn thời gian để học thêm các thầy cô khác nữa thì thầy rất khuyến khích. Nhưng mà thầy cũng khuyến khích vậy thôi, nhưng mà về bản chất em nên phân phối thời gian cho nhiều môn chứ không phải học mỗi một môn đâu. Nên là chúng ta thứ nhất là học nhiều quá chúng ta tốn tiền, tốn thời gian. Học một người thôi. Giống kiểu chúng ta yêu một người thôi, đúng không? Yêu chất lượng mà. Chứ có ông yêu đến chục cô đúng không? Rồi cùng là làm cho 9 cô mang bầu đúng không? Thì nguy hiểm đấy. Rồi quay trở lại, acetan D2, CH3, CHO nhé, thầy vẽ cụ thể này. Forman D2, viết hết hết cấu tạo rồi nhé. Aceton. Butan hai ôn. Butanan. Vậy thì trong đây số chất phản ứng với iốt trong kiềm mà tạo ra iodoform thì chúng ta chỉ có chất thứ nhất vì nó có cụm này. Đúng không? Chúng ta ngoài chất thứ nhất chúng ta còn có chất thứ ba vì nó có cụm này hoặc cụm này, một trong hai cụm này đều được nhé. Đấy. Chất này nữa. Vậy thì chúng ta có hai chất kia là không được. Nên là đáp số của mình chỉ có 3 chứ sao các bạn lại tích là 4? 3 chất thôi em. Đúng nhỉ? Em ghi thầy giải đáp số. Sau này em tô vào bài thi em sẽ tô số 3. 3 chất. Đấy. Được chưa? Đấy là tính chất số 4. Chúng ta tiếp tục sang thầy tính chất số 5. Chịu khó tí nhé, nó rất là dài bài hôm nay đấy. Học thêm khoảng 2-30 phút nữa là xong. Tính chất số 5 em ghi cho thầy là phản ứng với dung dịch brom. Với dung dịch brom. Nước brom đấy. Thì chúng ta chú ý cho thầy cái đầu tiên, cái dòng đầu tiên là keton. Không phản ứng. Được chưa? Thứ hai là an-đề-2. Làm mất màu dung dịch brom. Dung dịch brom là nước brom đấy. Chúng ta có phương trình là RCHO cộng với brom. Chúng ta biết là anđehit nó có tính khử em nhé. Anđehit có tính khử. À cái phản ứng này nó không phải là phản ứng cộng đâu. Mà đây là một quá trình oxy hóa khử. Sản phẩm của mình nó là RCOH cộng HBr. RCOH cộng HBr. À, dung dịch brom thì có màu nâu đỏ. Sản phẩm không có màu nên là chúng ta có thể dùng dung dịch brom để nhận biết AD2. Nhận biết hoặc là phân biệt AD2 với các chất khác. Ở trong đây nếu em có khoảng trống em ghi thầy đặc biệt là HCHO. Thực tế là người ta cũng không bắt chúng ta phải nhớ cái HCO viết thế nào đâu, nhưng mà thầy cứ bổ sung. HCO mà cộng với nước brom ấy thì chúng ta để ý là trong HCO nó có hai nhóm anđehit. Đúng không? Thì nó sẽ tác dụng với hai brom. Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là 4HBr cộng với khí CO2 bay lên. Đấy. Cái hiện tượng của bài này là không chỉ là mất màu mà nó còn có khí bay ra. Được chưa? Thế bây giờ mình ứng dụng cái phản ứng này nhé. Thì mình có một bài tập là phân biệt. Phân biệt. À, tôi có chất thứ nhất đó là butanan. Chất thứ hai là butan. Chất thứ ba tôi cho các bạn là phenon. Phân biệt ba chất này chẳng hạn. Thì ví dụ để phân biệt ba chất này thì chúng ta cũng sẽ chỉ cần dùng cho thầy dung dịch brom. Hoặc là chúng ta có thể đổi cho thầy cái tên của thằng này thành một cái keton đi. Butanon. Butanon. Một thằng là AND2, một thằng keton, một thằng phenon. Thì phân biệt ba này thì ta dùng cho thầy dung dịch brom.
thì butanan nó có nhóm aldehyde thì nó làm mất màu. Ceton thì không phản ứng. Còn phenol thì không chỉ làm mất màu brom mà nó còn tạo ra kết tủa màu trắng. Được chưa? Nó còn tạo kết tủa trắng. Các em chủ động viết phương trình. Đấy là ý A. Tự thế nếu mà có ý B, dĩ nhiên là cái ý B này thì thực tế là chương trình phổ thông mới người ta sẽ không hay hỏi lắm. Nhưng mà do rất nhiều thầy cô chúng ta vẫn còn áp dụng những bài tập chương trình cũ thì chúng ta có thể có một bài tập phân biệt, thứ nhất là CH3CHO này. Thứ hai là HCHO. Đấy. Thứ ba của chúng ta là phân biệt cả ethanol nữa. Thì ví dụ bây giờ nó có ba chất này thì làm thế nào để phân biệt được? Thì chúng ta có thể dùng nhiều hóa chất được, nhưng mà thầy khuyên chúng ta là dùng cho thầy đúng một hóa chất là dung dịch brom. Đấy. Thì hiện tượng nó khác nhau. Chúng ta biết là ethanol thì không tác dụng với brom đúng không? Thì anh này là không hiện tượng. Hai anh còn lại thì nó có phản ứng. Nhưng anh đầu tiên thì nó chỉ làm mất màu bình thường thôi. Nhưng anh thứ hai thì không chỉ làm mất màu. Mất màu brom ấy, mà còn có khí bay ra. Thế nó khác nhau đúng không? Em có thể viết một vài phương trình. Ví dụ ở đây tôi có CH3CHO chẳng hạn, mà cộng với brom và nước thì nó sẽ biến thành HBr cộng CH3COH. Đó. Phenol các thứ thì em tự viết lại nhé. Đấy là tính chất số 5. Cố tí nữa em ạ, sắp xong rồi. Tính chất số 6. Em ơi, càng về sau nó càng không có quan trọng lắm. Tính chất số 6 là, nhưng mà chúng ta vẫn nên biết để chúng ta còn làm bài tập lý thuyết. Đã học là chúng ta vẫn phải cố gắng học đủ. Được chưa? Còn ý thầy nói là quan trọng có nghĩa là nó cho bài tập nhiều hơn hoặc là nó lạ hơn so với những gì mà chúng ta đã từng tìm hiểu. Thì chúng ta nên để ý, bởi vì cái gì mình đã biết thì nhiều khi là nó hỏi, kể cả nó hỏi kiểu gì thì mình vẫn trả lời được. Nhưng mà cái gì mình chưa biết, thậm chí là thầy cô cũng chưa biết, thì chúng ta nên để ý vào nhé. Em ghi thầy cái số 6 là phản ứng với COOH 2 lần trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch. Màu đỏ gạch là màu đỏ của viên gạch ấy, lúc nó nung, hoặc là giống như màu đỏ mà thầy đang viết bút cho chúng ta đấy. Các em thực tế các em học chương trình phổ thông mới thì nó hơi bị khổ đấy. Ngày xưa các anh chị từ khóa 2K6 đổ ngược lại ấy, là cái phản ứng số 6 này là gần như là giảm tải, không thi. Có thể nó có xuất hiện trong sách nhưng mà nó không thi nên là không ai dạy các anh chị đấy cả. Không thi dạy làm gì, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn phải nắm được nhé. Thì chúng ta có phương trình tổng quát, đó là RCHO. À, em ghi thầy luôn là keton không có tính chất này. Tí nữa chúng ta sẽ thống kê lại keton nó có cái gì và không có gì. Em ghi thầy không phản ứng. Cái thứ hai là aldehyde. Được chưa? Là chúng ta có phương trình tổng quát ở đây là RCHO cộng COOH 2 lần trong môi trường kiềm. Thường người ta sẽ cộng luôn với NaOH. Kiềm là NaOH này. Thì nó biến thành RCONA cộng Cu2O kết tủa màu đỏ gạch cộng với nước. Cứ ghi đi. Chúng ta nắm được hiện tượng là được. Kết tủa này có màu đỏ gạch. Học hóa thì cái bí quyết là phải học trăm nhé. Đấy, thế thôi. Mỗi bí quyết là học trăm thôi. Nhưng chả có bí quyết nào cả. Học cái này để còn làm bài tập nhận biết. Ví dụ có bài tập phân biệt. Tôi có propanan. Được chưa? Tôi có propan một ôn. Và tôi có glycerol bằng một hóa chất. Phân biệt ba anh này bằng một hóa chất. Thì chúng ta nhớ là propanan nó là aldehyde. Là CH3CH2CHO. Được chưa? Propan một ôn là CH3CH2CH2OH. Glycerol là C3H5OH 3 lần. Thì chúng ta nhớ cho thầy tính chất đặc thù của glycerol ấy.
là phản ứng với COOH 2 lần ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam. Thế bây giờ khi cái kinh nghiệm luôn nhé, cứ nhìn thấy glycerol là kiểu gì tôi cũng dùng COOH 2 lần. Em nên để có thể là trong môi trường kiềm. Thì lúc này là với COOH 2 lần ấy, thì nó lại có hai cái khả năng phản ứng khác nhau. Thứ nhất là ở nhiệt độ thường. Nhiệt độ thường là cái nhiệt độ phòng của chúng ta hay là 25 độ C. Thì aldehyde không phản ứng. Alcohol no đơn chức mạch hở không phản ứng. Chỉ có glycerol thì nó tạo ra dung dịch màu xanh lam. Và dĩ nhiên là kết tủa tan. Cái này nó là kết tủa này. Kết tủa tan và dung dịch thu được có màu xanh lam thẫm. Được chưa? Đấy là ở nhiệt độ thường. Nhưng mà chúng ta thấy ngay là ta vẫn còn hai chất chưa phân biệt được. Thì lúc này chúng ta có thể nâng cái nhiệt độ lên ở nhiệt độ cao. Hai chất còn lại thì propanan tạo kết tủa màu đỏ gạch. Còn propan màu ôn thì không. Nhá. Em nào quên phương trình thì em nhìn đây thầy viết lại cho chúng ta. Còn em nào nhớ thì thôi. Chúng ta ví dụ như bây giờ tôi có glycerol là C3H5OH 3 lần. Cộng với COOH 2 lần thì chúng ta nhớ thầy cái tỷ lệ tạo phức của alcohol hai chức hoặc đa chức nói chung ấy là 2 chia 1. Thì sản phẩm nó sẽ là C3H7O3 tất cả 2 lần CU. Cái chất này nó là C3H8O3 này. Thì tôi sẽ bớt đi 1H thôi. Cộng với 2 nước. Em viết phương trình phân tử thôi. Cái này là dung dịch xanh lam. Được chưa? Thế còn cái aldehyde là CH3CH2CHO cộng COOH 2 lần trong môi trường kiềm cộng với NaOH luôn nhé. Đun nóng. Thì nó biến thành CH3CH2CONa cộng CU2O cộng với nước. Cái tủa đỏ gạch. Kết băng 2 vào đây và 3 vào nước. Đấy. Riêng học lý thuyết thì chúng ta cố gắng học hết trong một buổi. Thầy cũng khổ lắm em ạ. Dạy những cái buổi này nhiều khi là cứ sợ học sinh nó quá tải ấy. Hoặc là kể cả dạy ở lớp off, các bạn ấy hay buồn ngủ quá, dạy nó dài mà. Học thầy còn đỡ buồn ngủ đấy. Học trên lớp thì chắc là còn rớt rãi cơ. Rồi, đấy là tính chất này. Chúng ta sang tính chất cuối cùng. Sắp xong rồi. Cố tí nữa. Tính chất số 7. Đó là phản ứng với chất khử. Dầu hydro. Dầu hydro thì trong chương trình phổ thông ta có hai chất khử đấy. LiAlH4. Cái hợp chất này đặc biệt nhé. LiAlH4 là liti nhôm với hydro. Người ta đọc là liti nhôm hydro. Nhưng mà ví dụ đọc tiếng Anh bây giờ ta đọc là lithium aluminium hydride. Đúng không? Thế không quan trọng. Hoặc là NaBoH4. Thì chúng ta quan tâm hai chất này. Đây là hai chất khử rất là mạnh. Nó có nhiều hydrogen thì chúng ta cứ nhớ cho thầy là alcohol bậc 1. Aldehyde xin lỗi. Chúng ta cứ ghi cho thầy trên dòng mũi tên chữ LaAlH4, LiAlH4 hoặc là NaBoH4, một trong hai chất này nhé. Thì sản phẩm nó sẽ là alcohol bậc 1. Nó gần giống như phản ứng cộng hydro. Chúng ta nhớ là alcohol aldehyde cộng hydro thành alcohol bậc 1. Còn ceton thì thành alcohol bậc 2, đúng không? Đấy. Thì em ghi thầy là RC nối đôi O nối R phẩy. Trên dòng mũi tên em có thể ghi thầy là LiAlH4. Em ơi, em cứ tưởng tượng cái chất này nó cung cấp hydrogen ấy. Thì nó giống hệt cái phản ứng số 2. Em ạ, phản ứng số 7 này. Thực tế nó sẽ giống phản ứng số 2. Đây này, cứ aldehyde thành alcohol bậc 1. Ketone thì thành alcohol bậc 2. Được chưa? Đấy, alcohol bậc 2 là RCHOH ở đây và R phẩy. Nhé. Toàn bộ tính chất học của aldehyde với ceton. Ok chưa? Chúng ta ghi chép thêm cho thầy trong khoảng 5-6 phút nữa là chúng ta xong. Chúng ta ghi cho thầy mục cuối cùng là ứng dụng và điều chế. Em ghi thầy mục 4 la mã. Cố lên các em ơi. Ứng dụng và điều chế. Ứng dụng và điều chế.
Cố tí nữa. Chúng ta có xem cái TikToker cái chị gì nha. Anh ơi cố lên gì đấy, cái chị mà hay đi trêu cảnh sát giao thông ấy. Đúng không? Chắc mai thì phải thâu cái đoạn đấy lại thôi, thầy thầy phải phát lên. Cố lên gì đấy. Chúng ta còn nhớ cái chị đấy không? Chị đấy hay đến quay với mấy anh cảnh sát giao thông ấy. Anh ơi cố lên, anh ơi cố lên. Sau này cái chị thỉnh thoảng có câu là khéo ngã, khéo ngã. Đúng không? Lúc nào phải thu cái đoạn ấy lại xong là phát cho bạn nghe này, cố lên, cố lên. Đừng thế ơi. học hóa đã vất vả rồi lại thêm nghe chị nữa chắc là sốc chết luôn. Nhà. Ứng dụng điều chế thì em ghi thầy phần điều chế trước, một nhỏ. Một nhỏ. Điều chế aldehyde. Điều chế anđehit thì em ghi thành cách 1 là oxy hóa alcohol bậc 1. Chúng ta biết rồi. Bậc 1 thì nó biến thành anđehit, bậc 2 biến thành ceton. Đúng không? Ta có phương trình là RCH2OH cộng CuO nhiệt độ thì biến thành RCHO cộng Cu cộng nước. Ví dụ chúng ta có CH3CH2OH cộng CuO thì biến thành CH3CHO cộng Cu cộng nước. Đúng không? Alcohol bậc 1 thì thành anđehit. Bậc 2 thành keton thôi. Được chưa? Đấy là cách 1. À, chúng ta chú ý hộ thầy là chủ yếu chúng ta tìm cách điều chế CH3CHO nhé. Các chất khác thì không quan tâm. Cách 2 thì chúng ta có thể có phản ứng như sau. Đó là cho oxy hóa ethylene. À, được chưa? Đây chính là phương pháp hiện đại. Hiện đại có nghĩa là ngày nay người ta thường điều chế bằng cách này. Là người ta sẽ lấy ethylene hay ethylene đấy cộng với oxygen xúc tác nhiệt độ. Em chỉ ghi xúc tác nhiệt độ thôi thì nó sẽ biến thành CH3CHO. Đấy là cách số 2. Cách số 2. Cách số 3 là chúng ta ôn lại cho thầy cái phần ankin. Cách số 3. Em ghi thầy là cho acetylen. Phản ứng với nước. Xúc tác nó muối thủy ngân. Phương trình này ta học trong bài acetylen rồi. Chúng ta có phương trình đó là CH nối 3CH cộng với nước. Xúc tác là thủy ngân sulfat trong H2SO4 nhiệt độ khoảng 80 độ C thì nó sẽ biến thành CH3CHO. À, thầy giải thích luôn tại sao cái phản ứng cuối này biến thành anđehit. Thì chúng ta biết là acetylen thì nó có nối 3 ở giữa. Cộng với nước thì nó là HOH. Nhưng nếu mà xúc tác thủy ngân 2 cộng ấy, thì cái chất này nó chỉ phản ứng với nước theo tỷ lệ 1:1 thôi. Vậy thì lúc này sản phẩm nó sẽ có một cái nối đôi. Và OH gắn vào đây. Thế bây giờ chúng ta biết là OH mà gắn vào carbon có nối đôi thì ancol này không bền. Chúng ta biết ancol chỉ bền khi OH gắn vào carbon no thôi. Anh này không bền và tự động nó sẽ chuyển hóa thành anđehit. Đấy. Thì đây là phản ứng rất quan trọng nhưng cũng tương đối khó nhớ nhé. Chúng ta cố gắng nhớ thầy cái cách số 3 là chúng ta nếu mà em nào mà có đang thi giữa kỳ cái bài acetylen đấy liên quan đến acetylen thì chúng ta nhớ thầy cái phản ứng này. Phản ứng này tương đối khó nhớ nhưng mà nó cũng sẽ hay hỏi. Rồi, chúng ta sẽ ghi thầy hai nhỏ điều chế aceton. Thực tế ta điều chế tất cả các ceton cũng được nhưng mà ta quan tâm mỗi điều chế aceton thôi. Thì cách 1 là trong công nghiệp. Trong công nghiệp thì chúng ta sẽ oxy hóa cumen. Chúng ta học bài điều chế phenol rồi. Thì em có phương trình là từ cumen. Người ta sẽ thực hiện hai giai đoạn đúng không? Một là oxy hóa này, hai thủy phân cho môi trường axit này. Thì sản phẩm của mình nó sẽ là phenol.
và acetone. Đúng không? Đấy. Phenol và acetone. Đấy cách 1. Đừng nản các em nhé. Thầy cũng rất là mệt mỏi rồi. Hôm nay là thầy vừa dưới quê thầy đi lên Hà Nội. Bởi vì hôm nay là giỗ bố thầy. Thầy phải về quê. Đấy, hôm nay nghỉ hết. Vẫn phải cố gắng dạy chúng ta. Thầy vừa dưới quê lên người rất là mệt mỏi. Mà thậm chí là trước cái ca này thầy còn quay chữa một cái đề thi thử đại học của trường chuyên khoa học tự nhiên cho các anh chị lớp 12 cơ. Nên là như thầy hôm nay là mệt kinh hoàng luôn. Hôm nay ở trường chuyên khoa học tự nhiên thi thử đại học mà. Mà thầy chữa xong, thầy quay luôn video chữa luôn rồi. Sau này chúng ta có một buổi 3 tiếng liền học lý thuyết thì thôi vỡ mồm. Được chưa? Đấy là cách 1 ở trong công nghiệp. Cách 2 là oxy hóa alcohol bậc 2. Oxy hóa alcohol bậc 2. Chúng ta có phương trình là RCHOHR phẩy cộng CuO nhiệt độ thì nó biến thành keton cộng Cu cộng nước. Phương trình này học rồi. Đúng không? Ví dụ propan 2O on ấy, 2 on ấy thì chuyển hóa thành acetone. Cái này là C nó đôi O nhé. Tay thì viết nhiều quá nó bị mỏi tay, nó viết nó bị méo chữ. Rồi. Cách 3 cũng là phương trình cuối cùng là cho propin. Propin phản ứng với nước, xúc tác thủy ngân sunfat trong môi trường axit sulfuric. Chúng ta có phương trình là propin là nối ba đầu mạch đấy cộng với nước. Thì em ơi, khi chúng ta cộng nước mà xúc tác là muối của thủy ngân đấy, thủy ngân 2 cộng, được chưa, trong H2SO4. Thì chúng ta chú ý cho thầy là với xúc tác là muối của thủy ngân thì tất cả các anh ankin đều cộng với các cái chất này đều theo tỷ lệ 1:1. Thì sản phẩm nó sẽ là cái này này. Nó sẽ là cái OH cắm ở giữa, những cái này nó không bền và nó tự động chuyển hóa thành ceton tương ứng. Nên chúng ta sẽ viết thành aceton. Được chưa? Rồi. Đấy là phần điều chế. Chúng ta sẽ ghi cho thầy mục 3 nhỏ là ứng dụng. Ứng dụng thì nó có một vài ứng dụng sau. Em chịu khó tí nhé. Ghi thầy cộng đầu dòng thứ nhất là ứng dụng để sản xuất dung môi, sản xuất sơn, sản xuất keo dán. Được chưa? Phẩy iodoform, phẩy acetic acid, phải vật liệu nhựa, vân vân. Dung môi ta biết, ví dụ aceton chính là dung môi đúng không? Đấy. Keo dán, iodoform, acetic, vật liệu nhựa, vân vân. Chúng ta có một ứng dụng nữa, đó là cái thằng dung dịch HCHO có nồng độ từ 37 tới 40%, còn gọi là dung dịch formalin. Formalin hay còn gọi là phormon. Chúng ta ghi phormon theo kiểu tiếng Việt ấy. Được chưa? Để bảo quản xác động thực vật. Động thực vật. Ứng dụng thêm thì em đọc thêm. Thầy nói các bạn là chúng ta đã nghe cái phormon rồi. Ví dụ ở đâu mà người ta hay có cái thịt ôi thiêu ấy,
người ta bán không hết thì người ta sẽ bán lại cho những cái người người ta kinh doanh thiếu đạo đức ấy. Người ta sẽ ngâm cái thịt ôi thiêu đấy trong phóc môn, thì hôm sau cái miếng thịt đấy nó sẽ tươi hồng trở lại và người ta vẫn bán cho khách hàng như bình thường. Nhưng mà ăn những thực phẩm mà bị ướp phóc môn đấy thì sau này nó rất dễ bị ung thư đột biến gen nha, có thể đẻ ra con bị quái thai. Nên là chúng ta mà có kinh doanh chúng ta sẽ tránh những cái đấy. Hoặc thầy nói luôn là cái phóc môn đấy hay là formalin người ta dùng để bảo quản xác. Ví dụ như chúng ta biết là xác của Bác Hồ hiện nay là được bảo quản bằng phóc môn. Đấy, chúng ta vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta chỉ nhìn thấy hình hài của người thôi. Nhưng mà để có một cái thân hình như thế thì các bác sĩ pháp y hoặc những chuyên gia hàng đầu trên thế giới người ta phải bảo quản xác bác rất là nghiêm ngặt. Nói thì nó hơi kinh dị một chút nhưng mà những người được bảo quản xác ấy thì đầu tiên là họ phải mổ hết để lấy nội tạng hoặc là lấy tất cả các mạch máu hoặc các hút hết tủy sống những chỗ nào dễ bị phân hủy, xong người ta bơm phóc môn vào đấy, xong người ta khâu cái xác đấy lại, sau đó là mặc quần áo thì chúng ta nhìn người như người bình thường nhưng thực tế bên trong là được bảo quản bằng phóc môn. Đấy là bảo quản xác. Hoặc là một số nơi thì người ta dùng phóc môn để người ta bảo quản những cái mẫu vật để nghiên cứu y học. Ví dụ bây giờ là sinh viên các trường y cần có một cái mẫu xác người hoặc là những cái mẫu cánh tay, cái chân hoặc là tim gan phổi thận gì đó để người ta nghiên cứu, thì tất cả những cái nội tạng đó hoặc những cái chi tiết trên người đó người ta sẽ cắt nhỏ ra để người ta cho vào những cái hũ đựng trong phóc môn để bảo quản. Em là người bình thường em nghĩ là kinh dị nhưng mà những người học y người ta lại thấy đấy là bình thường, thậm chí còn tranh nhau để thực hành trên những cái xác chết đó nhá, bởi vì đấy là y học mà em phải nghiên cứu trên xác thực thì sau này mà chữa bệnh cho người thì mới chữa được. Còn ở trong thực phẩm ấy, rất nhiều nơi người ta bán phở mà người ta sẽ ngâm sợi phở trong phóc môn để cho sợi phở nó giòn hơn, ăn nó sực 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 đấy thì nó ngon hơn nên là hấp dẫn thực khách. Nhưng cái đấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đặc biệt là ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Ví dụ những người người ta ăn uống những cái thực phẩm mà bị nhiễm phóc môn nhiều sau này dễ bị đẻ ra con bị quái thai hoặc thậm chí họ cũng sẽ rất dễ bị ung thư, bị các bệnh về đường máu vân vân, đường tiết niệu, nói chung là rất nguy hiểm. Nên chúng ta có kinh doanh thực phẩm ta phải kinh doanh thực phẩm sạch uy tín, được chưa? Rồi thế bây giờ thầy tóm lại một chút nhé, thì nếu em thích thì em ghi chỗ này này. Tóm lại thì bây giờ chúng ta sẽ có một số tính chất của keton. Keton rất ít tính chất nhé. Keton chỉ có những phản ứng sau này, là phản ứng với H2 này là một này, phản ứng với HCN là hai này, phản ứng với tác nhân khử là LiAlH4 này, NaBoH4 này, đúng không? Đấy, keton nó chủ yếu có những tính chất này. Hoặc là keton có dạng là CH3C nối đôi O nối R phẩy ấy, là có phản ứng tạo iodoform, là chính là phản ứng với iốt trong NaOH. Keton nó chỉ có những tính chất đấy thôi, được chưa? Aldehyde, Aldehyde thì nó có tất cả các phản ứng H2 này, phản ứng với HCN này, phản ứng với LiAlH4 này, NaBoH4 này, phản ứng tráng bạc này, phản ứng với dung dịch brom này, đúng không? Có hết này, phản ứng với CuOH 2 lần trong môi trường kiềm tạo kết tủa đỏ gạch nhiệt độ cao, đúng chưa? Đấy, và phản ứng với iốt trong NaOH, chúng ta cũng ghi luôn cái dạng của anh đấy, là dạng riêng cái trường hợp đặc biệt là CH3CHO này. Đấy, là phản ứng với Y2 trong NaOH tạo ra iodoform. Đấy là tính chất của những anh này. Thì chúng ta thấy ngay là keton nó rất ít tính chất, còn aldehyde thì có tất cả các tính chất mà chúng ta đã học. Nhé. Thì hôm nay thầy cho người ta học đến đây thôi cũng rất là mệt mỏi rồi, cố gắng lên. Các bạn ghi chép với thầy cẩn thận nhé.